chàng trai chỉ định chụp cho công nhân xây dựng một tấm ảnh, thì phát hiện anh ta sắp bị mất mạng bởi thép thanh. Thế là nam chính vội chạy tới ngăn cản, bảo rằng chỉ cần leo lên, dàn giáo này sẽ sụp đổ, và anh ấy sẽ rơi xuống bị thanh thép xuyên qua mà chết. Nhưng người công không tin vào lời nhảm nhí của chàng trai, cho rằng anh ta đang nguyền rủa mình, sau đó đuổi chàng trai đi rồi leo lên, nhưng ngay giây tiếp theo. Sao lại có người rơi xuống thế này? Nhìn người công nhân nằm bất động, chàng trai cuối cùng cũng nhận ra rằng chiếc máy ảnh của mình thật sự có thể nhìn thấy tương lai. Đúng lúc đó anh nhận được cuộc gọi, mời tham gia buổi họp lớp, bạn học con nhà giàu bao chọn máy bay đưa mọi người đi Hawaii. Nhưng khi anh đến nơi, lại bị tất cả bạn học coi thường. Xin lỗi nhé, tôi đến trễ rồi. Này Diệp Thanh, tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, sao mãi mà cậu vẫn tệ hại thế? Ôi chao, toát ra cái mùi nghèo kiết xác, đúng là sộp đến đau cả đầu. Anh Hạo, em đau đầu quá. Cậu ta bây giờ chỉ chuyên đi chụp di ảnh cho người ta thôi. Ngày ngày tiếp xúc với người chết, sao người lại không có mùi chứ? Thật là xui xẻo, ai kêu các người gọi cậu ta đến đây? Tôi đến họp lớp là vì tình bạn xưa. Không ngờ, các cậu lại trở nên thực dụng thế này. Người như cậu vừa không có tiền vừa không có năng lực, thì ai nói chuyện, tình bạn với cậu chứ? Là vậy đấy, không phục thì đi xuống đi, biến đi, đừng có ở đây làm giảm đẳng cấp của bọn tôi. Tôi muốn xem, các người sau này có thể thành công tới đâu. Nhanh chóng hủy chuyến bay đi, chiếc máy bay này sẽ gặp chuyện đấy. Đầu óc có vấn đề, còn nói linh tinh cái gì vậy? Chúng tôi chỉ nói vài câu xấu xa, cậu có cần nguyền rủa chúng tôi không? Tôi không nói linh tinh, một khi chiếc máy bay này cất cánh, nó sẽ rơi, nhưng tiếp viên hàng không cảnh báo chàng trai, đừng gây hoang mang, nói rằng máy bay của họ là dòng chuyên nghiệp nhất thế giới. Tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, cô nàng mưu mô cũng nói xác suất máy bay rơi giống như xác suất cậu ấy phát tài. Thưa anh, chúng tôi sắp cất cánh, xin hãy phối hợp, ngồi xuống ngay. Tôi nói là không được cất cánh, mau mở cửa ra đi, để mọi người có thể ra ngoài. Tần thiếu, tuyến bay trong vòng 10 phút nữa nếu không cất cánh, chuyến bay của chúng ta sẽ bị hủy. Diệp Thanh, anh Hạo bỏ ra hơn 1 triệu để thuê chiếc máy bay này. Nếu bị hủy, cậu có đền nổi không? Tôi khuyên cậu nên biết điều, mau ngồi xuống, nếu làm chậm trễ kỳ nghỉ của mọi người, đừng trách tôi không nghĩ đến tình bạn, tôi chỉ vì tình bạn mới không thể mắt mở trừng trừng nhìn các cậu đi vào chỗ chết. Chiếc máy bay này một khi cất cánh nó sẽ rơi. Cậu vẫn chưa xong sao? Cậu nói máy bay sẽ rơi, bằng chứng đâu? Nếu không đưa ra được bằng chứng, tôi sẽ xử cậu trước. Đây chính là bằng chứng. Bức ảnh này từ đâu ra? Tôi vừa mới chụp, máy ảnh của tôi có khả năng dự đoán tương lai. Nó có thể chụp lại những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cái gì? Cậu nói cái máy ảnh cũ nát này có thể tiên đoán tương lai. Mọi người tin không? Các bạn cùng lớp liền cho rằng cậu trai này thật đáng yêu. Nói rằng anh ấy xem quá nhiều phim ngắn nhảm, thật sự nghĩ ai cũng có thể siêu năng lực để cứu thế giới. Gã thiếu gia nhà giàu lập tức giật lấy tấm ảnh từ tay anh. Nói rằng anh chỉ đang gây chú ý. Sau đó, hắn ra lệnh cho mấy tên tay sai khống chế anh. Nhưng anh lại như phát điên, khăng khăng đòi xuống máy bay. Cơ trưởng nhìn đồng hồ thấy vẫn kịp giờ, nhìn anh ấy điên cuồng như vậy chỉ làm ảnh hưởng đến việc lái, nên ông ấy đã đồng ý để chàng trai xuống máy bay trước. Khi chàng trai vừa chuẩn bị rời máy bay, kỹ nữ Hoa Khôi đã gọi anh lại, nói muốn cùng anh xuống, tôi sẽ đi cùng cậu. Đúng là có kẻ ngốc tin vào lời tên vô dụng này, có lẽ cả đời này cô ta sẽ chẳng bao giờ đến được Hawaii. Đi thôi, tôi sẽ xuống cùng cậu. Này, được rồi, nếu có người tự làm khổ mình, cứ để họ đi, vậy thì tùy cô ấy thôi. Tôi đã ở Hawaii, không biết đã gọi bao nhiêu cô gái Tây rồi, khi nào đến đó, các cậu muốn chơi thế nào, thì tùy ý. Hạo ca vạn tuế. Diệp Thành tên vô dụng đó, không phải nói rằng máy bay của chúng ta, khi cất cánh sẽ rơi sao? Vậy sao bây giờ chúng ta, từng người một, vẫn yên ổn thế này? Loại người như Diệp Thanh, chỉ biết ghen ghét người giàu, không thể thấy chúng ta sống tốt. May mà Hạo ca của tôi, sáng suốt, đã đuổi hắn đi. Ôi trời, một người chụp ảnh cho người chết, đúng là xui xẻo, còn dám bày trò, trước mặt Hạo ca. Như Hạo ca của tôi đây, là thần tài, thì yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng dọa nổi, ồ. Vậy thì tôi muốn, trước tiên phải trấn áp yêu tinh nhỏ này, ôi trời. Hạo ca,
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thực sự Diệp Thanh nói trúng rồi sao? La hét cái gì vậy? Nhìn kìa! Nhìn cậu kìa, thật nhát gan. Đừng nói là thật sự bị Diệp Thanh, cái tên vô dụng đó, dọa sợ đến phát sợ rồi chứ. Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ không ngờ Hạo Ca lại mạnh đến vậy. Anh ấy lắc một cái là cả máy bay cũng lắc theo. Hạo Ca, đừng lắc nữa. Xe đẩy còn tự chạy đi kìa. Lắc cái gì chứ? Tôi đã xong từ lâu rồi. Hạo Ca, không lẽ thật sự Diệp Thanh đã nói trúng, máy bay thật sự sắp rơi à? Nói nhảm gì vậy, chưa từng đi máy bay à? Không biết là rung lắc do không khí à? Hạo Ca, hình như máy bay thật sự sắp rơi xuống rồi, cứu mạng. Cứu tôi với. Hạo Ca, không lẽ thật sự Diệp Thanh nói đúng sao? Máy bay sắp rơi thật rồi, chúng ta đều sẽ chết ở đây mất. Này, tổng giám đốc Kiều của chúng ta, không phải vừa tham dự buổi họp lớp sao? Sao lại rời đi sớm vậy? Không lẽ gặp lại ai đó từng theo đuổi năm xưa và bị quấy rầy rồi à? Lại nói bừa rồi. Chỉ là tôi đang nghĩ rằng mọi người đã vật lộn trong xã hội vài năm rồi, tình bạn đơn thuần hồi đó lại trở nên như vậy, thô tục và tầm thường. Tôi rất không thích điều này một chút nào. Cảm giác như vậy thật sao? Tôi không tin đâu. Nói thật đi, mau chóng hủy chuyến bay đi, chiếc máy bay này sẽ gặp sự cố đấy. Hả? Vâng, tôi sẽ về sở ngay. Sao thế, Hân Hân? May mà cậu đã rời khỏi sớm, nếu không thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các cậu đã tham gia chiếc máy bay của buổi họp lớp đã gặp tai nạn rơi, tất cả mọi người đều không sống sót. Gì cơ? Tôi biết bây giờ cậu, trong lòng cậu đang rất khó chịu, nhưng bây giờ tôi phải lập tức quay lại cục. Đợi tôi xong việc, tôi sẽ đến bên cạnh cậu. Cậu phải tự chăm sóc bản thân, tôi đi trước đây. Tôi nói lần cuối cùng, mau chóng tập hợp mọi người rời đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lời nói của Diệp Thanh đúng là đã thành sự thật, làm sao cậu ấy biết được máy bay sẽ rơi chứ? Chẳng lẽ cậu ấy có thể tiên đoán tương lai sao? Diệp Thanh, ra ngoài ăn bữa cơm đi, tôi muốn nói chuyện với anh thật lòng. Diệp Thanh, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi cũng đã bị chôn vùi trong đống nổ nát của máy bay rồi. Nhưng mà, sao anh biết được máy bay sẽ gặp sự cố? Máy ảnh của tôi có khả năng dự đoán tương lai, có thể chụp được số phận của con người trong tương lai. Hôm đó, trong buổi họp lớp, tôi đã chụp được cảnh máy bay rơi, tất cả mọi người đều bị chôn sống, nên tôi mới nhắc nhở. Đáng tiếc là không một ai tin tôi. Nhìn thấy tương lai sao? Trên đời này, thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Vậy anh có thể giúp tôi chụp một tấm được không? Tất nhiên là được. Này! Tiểu Hân, em bị lừa rồi. Tên Diệp Thanh này chỉ là một kẻ lừa đảo đáng ghét. Dịch Dương, sao anh lại đến đây? May mà tôi đến, nếu không, em đã bị tên đáng ghét này lừa gạt rồi. Dựa vào đâu mà anh nói, tôi là kẻ lừa đảo, những kẻ bỉ ổi như anh tôi đã gặp nhiều rồi, không tiền, không tài cán, chỉ biết dùng mấy chiêu lừa đảo, bịp bập với những thủ đoạn bỉ ổi, còn dám nói nhìn thấy tương lai, sao không nói anh là người ngoài hành tinh nhỉ? Dịch Dương. Nhưng mà, Diệp Thanh thật sự đã tiên đoán được chuyến bay của buổi họp sẽ gặp nạn, nên tôi mới thoát được một kiếp. Cục an ninh đã công bố kết quả điều tra chuyến bay của các người là do gặp phải thời tiết xấu nên mới gây ra tai nạn rơi máy bay. Cái tên vô dụng này, chắc chắn anh ta là từ đâu đó nghe được tin tức này, thì ra là một màn kịch hay, chỉ để chiếm được lòng tin của em. Anh đang nói bậy, có thật là như vậy không? Nhưng mà, sao anh ta lại phải làm như vậy? Chính vì anh ta
Đã biết trước rồi, thân phận thật sự của em. Biết em có thân phận cao quý, gia sản phong phú, nên mới lập mưu tiếp cận em, chờ thời cơ để làm điều xấu. Tiểu Hân, giờ hãy nhìn rõ đi. Tên Diệp Thanh này, chỉ là một kẻ lừa đảo hoàn toàn. Hân Hân, tôi thực sự không lừa cô đâu. Đủ rồi, đừng ngụy biện nữa. Tôi cảnh cáo anh, dám động ý đồ xấu với cô ấy nữa. Tôi có rất nhiều cách để xử lý anh đấy. Đợi đã. Hân Hân, tôi thấy rồi. Tôi thấy ngay sau đây, cô sẽ chết vì tai nạn xe. Tên này không dừng lại được à? Muốn chết à? Tôi sẽ giúp anh ngay bây giờ. Cô tự xem đi. Chuyện gì thế này? Bức ảnh này, chắc chắn là giả mạo. Ngọc Hân, đừng tin lời của anh ta. Anh ta chắc chắn không có ý tốt. Kẻ không có ý tốt chính là anh. Anh là vị hôn phu của Ngọc Hân. Anh có thể trơ mắt, nhìn cô ấy chết sao? Anh cũng biết tôi mới là vị hôn phu của Ngọc Hân. Sự an toàn của cô ấy, đương nhiên do tôi đảm bảo. Còn anh, tốt nhất là cút đi càng xa càng tốt. Anh, Diệp Thanh, đừng nói nữa. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Dịch Dương, em mệt rồi. Chúng ta đi thôi. Ngọc Hân. Hôm nay vào lúc 10 giờ sáng, sẽ có hợp đồng với tập đoàn Cố, rất quan trọng, liên quan đến phát triển của tập đoàn Tiêu. Trong 10 năm tới, chắc chắn không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đúng vậy. Thời gian không còn sớm, mau đi thôi. Diệp Thanh, sao anh lại đến đây? Ngọc Hân, cô tuyệt đối không được lên xe. Nếu không, cô sẽ thực sự chết trong vụ tai nạn xe đó. Diệp Thanh, hiện giờ tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Không có thời gian để đùa với anh. Tôi không có đùa giỡn. Chuyến đi này, cô không được đi đâu cả. Cô không thể đi được. Chuyến đi này, chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Đâu ra người điên như vậy? Dám nguyền rủa giám đốc Tiêu. Dừng lại. Đây là bạn học của em. Diệp Thanh, tôi không thể nghe anh. Chuyện hôm nay rất quan trọng với tôi, chắc chắn không thể chậm trễ. Dù có quan trọng thế nào, cũng không quan trọng bằng mạng sống. Anh nói linh tinh gì vậy? Sao anh lại nói giám đốc chúng tôi sẽ gặp tai nạn vậy? Đường Ngụy Yến Thành, tôi có thể nhắm mắt mà lái. Chắc chắn sẽ không xảy ra. Chuyện gì đâu? Tổng giám đốc Tiêu, tôi thấy bạn của cô là kẻ xấu. Cử đến để làm gián điệp đấy. Chỉ để nhằm mục đích cản trở việc ký hợp đồng của em. Anh nói bậy, tôi không phải như vậy. Ngọc Hân, Ngọc Hân. Hôm nay hợp đồng với tập đoàn Cố là cơ hội mà tôi đã dốc sức mới tranh thủ có được, chắc chắn không thể bỏ lỡ. Ngọc Hân, cô nghe tôi nói, cô có còn nhớ buổi họp lớp không có, chuyến bay đó không, Tần Hạo và những người họ, nếu cậu ấy chịu nghe lời tôi, thì cũng sẽ không rơi vào kết cục thảm khốc như vậy, có phải không? Vụ máy bay rơi chỉ là tai nạn, anh đừng nói nữa. Ngọc Hân, Ngọc Hân, lái xe đi. Ngọc Hân, nghe tôi nói. Ngọc Hân, Ngọc Hân, Ngọc Hân à. Tại sao lại như vậy chứ? Tiểu Hân, em chết thật thảm quá. Người đâu rồi? Dịch Dương. Không ngờ em lại không bị sao. Dịch Dương, anh sao vậy? Thật lòng mà nói, em không sao là tốt rồi, vừa nãy làm anh sợ quá. Đừng lo, em có việc gấp, nên đã xuống xe rồi. Thật may mắn quá, hôm nay không phải em đi cùng với tập đoàn Cố có ký hợp đồng sao, sao em lại xuống xe đột ngột vậy? Em. Vì Ngọc Hân đã nghe lời tôi, nên mới thoát được một kiếp nạn. Hôm nay tôi nói gì, cũng sẽ không để cô đi đâu cả. Thằng nhóc đáng ghét, mau cút đi, làm lỡ thời gian của giám đốc Tiêu, khiến hợp đồng không thành, dù có một mạng sống, cũng không thể đền nổi đâu. Ngọc Hân, hôm nay cô không xuống xe, tôi chắc chắn sẽ không nhường đường, có bản lĩnh thì, cô hãy để anh ta, cán qua người tôi mà đi, anh, tổng giám đốc Tiêu làm sao bây giờ? Không còn thời gian nữa, anh mang hợp đồng đi, đến gặp tập đoàn Cố trước, tôi sẽ nghĩ cách khác, vâng. Ngọc Hân, tổng giám đốc Tiêu, người này có ý đồ không tốt, cô không thể để bị lừa đâu, đi nhanh lên, được rồi.
Tôi đã xuống xe, anh có hài lòng không? Anh có biết không, một khi ký hợp đồng với tập đoàn Cố, nếu có vấn đề, thì tổn thất của tập đoàn Tiêu Thị sẽ lớn như thế nào? Diệp Thanh, cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa. Nếu không nhờ có anh, thì bây giờ tôi đã trở thành một xác chết rồi. Trước đây tôi đã hiểu nhầm anh, xin lỗi anh rất nhiều, vì ông trời đã cho tôi thấy được khả năng nhìn thấy trước tương lai. Tôi nhất định phải phát huy tác dụng của nó, đến mức tối đa, làm việc thiện cứu người. Đủ rồi, tiên đoán tương lai gì chứ, hoàn toàn là chuyện vô lý. Tiểu Hân, em lại bị anh ta lừa rồi, anh có quyền gì mà nói, tôi là kẻ lừa đảo chứ. Lần trước vụ máy bay rơi, anh nói đó là tai nạn, vậy hôm nay tai nạn xe hơi, cũng là tai nạn nữa sao? Đương nhiên không phải tai nạn, bởi vì vụ tai nạn xe hơi này, là do mình anh sắp xếp, anh cố tình dàn dựng cái bẫy này, chỉ là để khiến cho Tiểu Hân tin tưởng anh, rằng anh có siêu năng lực, và từ đó sẽ nghe theo lời của anh, hoặc cho anh sắp xếp toàn bộ. Điều này, làm sao có thể chứ? Diệp Thanh không phải là người như vậy. Tiểu Hân, đừng ngốc nghếch nữa. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Con người anh ta, hôm nay dám vì lấy lòng tin của em, mà hại chết Tiểu Lý. Ngày mai sẽ có thể ra tay với em, ăn đến mức không còn xương vụn, cũng không còn lại gì. Em nhất định đừng có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta nữa. Anh đừng nói sằng bậy. Ngọc Hân, hãy tin tôi. Tai nạn hôm nay, không liên quan gì đến tôi. Mỗi một câu mà tôi nói, tất cả đều là sự thật. Tôi chính là hôn phu của Tiểu Hân, anh chỉ là bạn học của cô ấy. Anh nói đi, cô ấy nên tin anh hay tin tôi? Tôi biết mà, nếu vạch trần âm mưu của anh vậy, khiến anh không cam lòng, nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, thì đừng mong Tiểu Hân, anh đúng là đồ hèn hạ. Đi, Tiểu Hân. Ngọc Hân, cô tuyệt đối không được lên xe, nếu không, cô thật sự sẽ chết vì tai nạn xe đó. Trên thế giới này, thật sự có khả năng nhìn thấy tương lai, như vậy sao? Nếu như không có, Diệp Thanh tại sao lại lừa tôi? Chẳng lẽ thật sự giống như Dịch Dương đã nói, anh ấy đang lập bẫy lừa tôi? Không đúng mà, sự lo lắng và quan tâm của anh ấy, không giống như giả vờ. Hân Hân, Hân Hân, cậu không sao chứ? Tôi nghe người trong cục nói, xe của cậu lại gặp phải tai nạn nghiêm trọng, tài xế chết tại chỗ. Cậu bây giờ thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Yên tâm đi, khi nãy tai nạn xảy ra, tôi không có ở trên xe. Vậy thì tốt rồi, thật sự tôi đã lo lắng chết đi được. Y Vân, cậu có tin có người có thể đoán trước tương lai không? Cũng không sốt mà, sao cậu còn nói những lời linh tinh thế này? Ha ha, chẳng lẽ cậu đã gặp phải kẻ lừa đợt rồi sao? Cậu là đang nói, cái tên gọi là Diệp Thanh, đó nữa sao, anh ta đã đoán được, Yến Đỉnh hội sở sẽ xảy ra chuyện, còn đoán được, cậu sẽ gặp tai nạn xe, nên liên tiếp, cứu bạn hai lần à, tôi thấy anh ta không phải kẻ xấu. Nhưng việc đoán trước tương lai, thật sự quá kỳ lạ, Hân Hân, cậu chính là bị anh ta lừa, Lâm Dịch Dương nói không sai, đây chính là một vở kịch do anh ta tự diễn, thế giới này hoàn toàn không có, chuyện nhìn thấy tương lai, chuyện này là, không thể nào. Anh ta chỉ muốn lợi dụng lòng biết ơn của cậu, để tiếp cận cậu và lấy được lòng tin của cậu, sau đó có âm mưu không tốt với cậu. Nhưng mà, đừng có mà gì hết, nghe lời tôi thì sẽ không sai đâu, bắt kẻ lừa đảo đó đi, tôi là chuyên gia mà. Như vậy, cậu hãy mời anh ta ra ngoài nữa, lần này, tôi sẽ tự tay vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Cảm ơn nhé. Ngọc Hân, nếu cô đã hẹn tôi ra ngoài, thì có nghĩa là tin tôi, đúng không? Có phải là kẻ lừa đảo không? Câu này không phải do anh quyết định. Cô là... Đây là bạn thân của tôi, Tần Y Vân. Cô ấy là cảnh sát của thành phố Yến. Cảnh sát an ninh. Tôi biết rõ những gì anh đã làm với Hân Hân. Tôi đã biết hết rồi. Tôi nghi ngờ anh có âm mưu không tốt. Bây giờ theo pháp luật, chúng tôi sẽ điều tra anh. Đồng chí cảnh sát trị an ninh, nói chuyện thì phải có bằng chứng. Cô có cơ sở gì để nói tôi có âm mưu không tốt? Đừng ăn nói dài dòng. Tiếp theo, tôi hỏi anh trả lời. Nếu anh chỉ cần nói dối, thì anh cứ chờ đấy. Đi theo tôi về cục an ninh nhé. Anh biết điều này từ đâu? Vụ tai nạn xe này, có đồng bọn không? Tôi chỉ là thông qua camera mà biết được rằng Ngọc Hân sẽ chết vì tai nạn xe thôi. Cụ thể xảy ra vào thời gian nào thì tôi không rõ. Hơn nữa, tôi cũng không có bất kỳ liên quan nào. Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Anh tiếp cận Hân Hân, rốt cuộc là có mục đích gì?
Mục đích của tôi chỉ có một, chỉ là để cứu cô ấy thôi. Đủ rồi, có vẻ như anh vẫn không muốn. Thành thật mà khai báo, đi theo tôi. Cô định làm gì, Y Vân, thôi đi. Nếu như Diệp Thanh thật sự là vô tội, Hân Hân, về chuyện này, cậu đừng có can thiệp. Hãy để tôi lo, tôi đảm bảo sẽ điều tra rõ ràng. Nước đã rửa sạch đá lộ ra, kẻ lừa đảo cho dù có mạnh miệng đến đâu, cũng đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi tay tôi. Đi theo tôi. Tôi đã nói với cô, cả trăm lần rồi, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Tôi có khả năng nhìn thấy tương lai. Sao cô lại không tin? Đến đây rồi mà, anh vẫn còn nói nhảm với tôi. Bớt nói nhảm đi. Phương Phương, cô đi đâu vậy? Chính là cái vụ đó. Vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng. Vì ông lão này đã nói, ông ấy đã phát hiện ra manh mối mà hung thủ để lại. Tôi muốn đi xem qua trước. Hung thủ của vụ án này đã liên tiếp sát hại khoảng 5 người rồi. Tất cả đều đã bị dùng dây thắt cho ngất trước, rồi sau đó bị mổ xẻ khi còn sống. Phương pháp gây án cực kỳ tàn nhẫn. Hay là cô vẫn nên tìm thêm vài người nữa cùng đi thì hơn. Nhưng manh mối không chắc là thật đâu. Vẫn là không nên làm lớn chuyện. Yên tâm đi, nếu có tình huống gì tôi sẽ gọi hỗ trợ ngay. Dù chúng ta đã đưa ra tiền thưởng, nhưng mọi người đều sợ bị trả thù, nên không ai dám cung cấp manh mối. Dù manh mối của ông có hữu ích hay không, đại lễ, hành động của ông đều đáng được khen thưởng. Tôi thay mặt những nạn nhân và gia đình của họ cảm ơn ông. Lão già này đã sống ngần ấy năm rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, có thể làm chút việc tốt cho người dân, tôi cảm thấy an lòng. Vậy cô đi nhanh đi, nhất định phải chú ý an toàn. Được, cô yên tâm. Đừng giả bộ như vậy, nhanh chóng vào trong đi. Không ổn rồi, ông lão đó chính là hung thủ. Không ổn, nhanh đuổi theo. Cảnh sát, rốt cuộc là ở đâu? Đến rồi, sắp đến nơi rồi. Phương Phương, làm ơn cố gắng lên, cố gắng giữ vững. Lừa được một người, lại chủ động đưa tới cửa, mời một người nữa, thì đừng trách tôi, sẽ không khách sáo đâu. Dù có hét đến khản cổ, cũng chẳng ai đến cứu cô đâu. Không sao rồi. Làm hại nhiều người như vậy, thật sự tội ác ngập trời, bắt ông ta lại cho tôi, đưa về đồn cảnh sát. Lần này thật cảm ơn anh. Chúng ta mới có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Chuyện lần trước là tôi đã hiểu lầm anh, tôi xin lỗi anh. Không sao, dù sao thì chuyện này rất khó để ai tin tưởng. Đúng vậy, không ngờ anh thực sự có thể đoán trước tương lai, thật sự là kỳ diệu. Người có khả năng không phải tôi, mà là nó, hãy để tôi thử xem. Chính là nó. Xem lần này lại có gì xảy ra không nhé. Đó không phải là Hân Hân sao? Anh xem trong tin tức, thậm chí có ảnh của Hân Hân, nữ tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, đã chết trong bồn tắm tại nhà vào lúc 10 giờ tối qua. Cái gì? Đã 9:50, còn 10 phút nữa, Ngọc Hân bị sát hại trên báo, còn lại 10 phút nữa. Hân Hân, nhanh lên, bắt máy đi. Hân Hân, Hân Hân, mở cửa đi, Hân Hân, tôi đến đây. Y Vân,
Hân Hân, sao hai người lại đến đây? Thế nào rồi? Cậu không sao chứ, Hân Hân? Sao lại như thế này? Camera của Diệp Thanh đã chụp lại tin tức về tai nạn của cậu, nên chúng tôi mới gấp rút, vội vàng chạy đến đây. Nhưng cậu đã nói, đó là trò lừa đảo của Diệp Thanh sao? Đúng vậy. Trước đây tôi thực sự, có một chút, hiểu lầm nhỏ, nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn, tin tưởng rồi đó. Camera của anh ấy thật sự có, khả năng tiên đoán tương lai. Nhưng ở nhà tôi, rõ ràng chỉ có một mình tôi, vừa rồi ở trong phòng tắm, khi tôi tắm, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào cả. Dù sao đi nữa, để đảm bảo an toàn cho cô, tối nay cô tuyệt đối không thể ở nhà một mình. Đúng vậy, Hân Hân, nếu không, tối nay, cứ ở lại với tôi đi, nếu không, tôi thật sự không yên tâm về cậu. Được rồi. Vậy tôi đi thay quần áo, được. Cuối cùng thì cũng không sao, tạ ơn Chúa, không đúng. Tôi luôn cảm thấy, có điều gì đó không ổn. Cô có thấy, có gì đó không đúng không? Theo thời gian chúng ta nói, thời gian đã trôi qua rồi, lẽ ra phải trùng khớp với thời gian kẻ sát nhân xuất hiện, biết đâu, kẻ giết người chỉ đến muộn mà thôi. Hơn nữa, có thể nào là máy ảnh của anh gặp lỗi không? Không, máy ảnh không thể sai được, chắc chắn là chúng ta đã tính sót điều gì đó. Nếu như máy ảnh không thể sai, thì có nghĩa là kẻ giết người vẫn còn trong nhà. Không ổn rồi. Diệp Thanh, cảm ơn anh, nếu không phải có anh, hôm qua tôi đã mất mạng rồi. Không, 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 không phải tôi có công lao gì cả. Hôm qua, có sự giúp đỡ của Tần Y Vân, nếu không thì tôi đã không thể đến nhà cô nhanh như vậy được. Đang nói về, tôi làm điều gì xấu sao? Tôi nào dám nói xấu cô chứ, tôi đang khen cô mà. Anh Dũng kiêu hãnh, khả năng tuyệt vời, quá tuyệt vời, phụ nữ không thua kém đàn ông. Vậy thì mới đáng nói. Hung thủ đã bị bắt giữ, theo lời khai của hắn, hắn chỉ hành động bốc đồng, mới vào nhà cướp của, hắn hành động một mình, không có đồng phạm. Không đúng. Anh ta đang nói dối. Cô còn nhớ, vụ tai nạn xe hôm trước không? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, gặp phải hai lần, nguy hiểm đến tính mạng. Điều này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, Ngọc Hân, cô chắc chắn đã bị người ta tính kế, nhìn tình hình này, người này, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu mọi chuyện đâu. Đừng sợ, tôi và Diệp Thanh chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra hung thủ đứng sau vụ này. Chút nữa, tôi sẽ trực tiếp thẩm vấn hung thủ đó, nhất định phải ép hắn nói rõ ràng rành mạch. Tiểu Hân, em không sao chứ, anh lo lắng chết đi được. Chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao em không nói sớm hơn, cho anh biết đi. Sao anh lại ở đây? Tại sao tôi không thể ở đây? Dịch Dương, tôi đã cảnh cáo anh rồi, đừng lại gần vị hôn thê của tôi, có vẻ như anh chẳng nhớ gì cả. Nếu vậy, tôi sẽ khiến anh nhớ lâu hơn, tôi sẽ cho anh bài học nhớ đời. Dịch Dương à, anh đã hiểu lầm anh ấy rồi, hôm qua chính là Diệp Thanh đã cứu em đó. Tiểu Hân, anh ta này chỉ là một kẻ lừa đảo hèn hạ thôi. Anh ta có nói với em cái gì về việc tiên đoán em gặp nguy hiểm hay đại loại vậy không? Toàn là lời dối trá, chắc chắn đây là âm mưu của anh ta. Có thể kẻ sát nhân này cùng hội cùng thuyền với anh ta. Anh, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học. Dám ra tay trước đồn cảnh sát, trong mắt của anh còn có luật pháp hay không? Tần Vĩnh Vân, cô có phải là đầu óc có vấn đề không? Cô không phải là bạn thân của Hân Hân sao? Sao lại phản ứng như vậy, giúp đỡ kẻ lừa đảo này? Chú ý đến thái độ nói chuyện của anh. Hơn nữa, Diệp Thanh tuyệt đối sẽ không phải là kẻ lừa đảo. Điều này tôi có thể làm người bảo đảm cho anh ấy. Tôi đã hiểu ra rồi,
anh thật sự là một tay cao thủ. Bây giờ ngay cả bạn thân của Hân Hân đều đã bị anh mua chuộc. Bước tiếp theo, có phải là muốn vào nhà tôi, thay thế tôi luôn không? Anh, không phải như vậy đâu, Dịch Dương. Tiểu Hân, tại sao, em lại không nhìn rõ chứ? Người này, Diệp Thanh, chỉ là một kẻ hèn hạ, chuyên chụp ảnh di ảnh cho người khác. Đã sống cuộc sống nghèo khó đủ rồi, một lòng muốn leo cao, mới dùng mọi thủ đoạn với em, làm phiền dai dẳng. Nếu em thật sự tin vào lời nói của anh ta, chắc chắn sẽ bị anh ta nuốt chửng. Không còn lại gì, anh đang nói bậy, tôi với Ngọc Hân không hề có ý đồ gì. Kẻ trộm sẽ không bao giờ thừa nhận mình là kẻ trộm. Tôi nói cho anh biết, anh, kẻ hèn hạ như vậy, nên ở lại trong khu ổ chuột của anh đi. Đừng có mơ tưởng đến người phụ nữ của Dịch Dương tôi sẽ để anh sống không nổi, chết cũng không xong. Tiểu Hân, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh, xin lỗi, vậy tôi đi trước đây. Đợi chút. Tôi vẫn hơi không yên tâm, để tôi chụp một bức ảnh đi. Anh chụp mãi chưa xong à? Anh còn chưa xong sao? Anh có tin tôi ném cái máy ảnh này đi không? Đưa đây, cái gì vậy? Dịch Dương. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Sao vậy? Sao lại như vậy? Kẻ sát nhân không phải đã bị bắt rồi sao? Tôi đã biết mà, chuyện này không thể nào đơn giản như vậy sao? Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Sao có thể là anh ta chứ? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Tôi và Dịch Dương đã ở bên nhau 5 năm, tình cảm vẫn rất tốt. Hơn nữa, chúng tôi còn sắp làm đám cưới rồi, làm sao anh ấy lại có thể muốn mạng của tôi chứ? Điều này chắc chắn không phải là thật. Bây giờ sự thật đang ở ngay trước mắt rồi, Lâm Dịch Dương chính là kẻ muốn hại cô, kẻ đứng sau mấy vụ này. Cô hãy nghĩ cho kỹ đi, trong thời gian này, anh ta có biểu hiện gì bất thường không? À, trước đây anh ấy đã mượn tiền của tôi, nói là công ty gặp vấn đề về tài chính, có một số vấn đề, tôi hỏi thêm một vài câu, anh ấy liền không vui, việc này thì, để vậy mà không giải quyết được. Hân Hân, tôi đã giúp cậu, điều tra kỹ rồi, trong những năm qua, Lâm Dịch Dương, vẫn luôn say mê cờ bạc, hơn nữa anh ta còn mắc nợ, một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, còn vay nặng lãi nữa, gã này còn mua cho bạn, hai hợp đồng bảo hiểm lớn, tên người thụ hưởng, đều ghi là chính anh ta. Thậm chí anh ta còn âm thầm trở thành cổ đông của công ty cậu. Rõ ràng đây là kế hoạch của anh ta, chính là để giết cậu và chiếm đoạt tài sản của cậu, còn lấy đi công ty của cậu. Điều này, Lâm Dịch Dương, không ngờ anh lại như vậy, đúng là lòng dạ vô nhân tính. Xuyệt. Tiểu Hân, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta, anh đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho em, tối nay em nhớ về sớm nhé. Tiểu Hân, đi đi. Được. Vậy thì hẹn gặp tối nay nhé, yêu anh. Không được, cậu không thể đi, Lâm Dịch Dương chắc chắn sẽ ở đó, tối nay sẽ ra tay với cậu. Không, Ngọc Hân nhất định phải đi. Này, anh Đao, người nhà họ Lâm, đã bao nhiêu ngày rồi, tại sao còn chưa trả tiền? Ở thành phố, người dám quỵt nợ tôi? Không có ai có thể sống sót nguyên vẹn. Anh Đao, anh nói vậy là sao? Cho tôi 100 cái gan, tôi cũng không dám quỵt nợ đâu. Hôm nay, tối nay tôi sẽ đảm bảo, sẽ trả hết mọi khoản tiền cho anh. Lần này tao tin mày một lần nữa, tối nay không trả được tiền, thì đừng mong giữ mạng sống, cũng đừng mong sống sót. Những điều này đều do tôi tự tay chuẩn bị cho cô. Hôm nay chúng ta hãy kỷ niệm một cách thật vui nhé.
Dịch Dương, cảm ơn anh đã vất vả. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, anh không thấy mệt mỏi, cũng không thấy vất vả. À đúng rồi, anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn đó. Em đi lên phòng ngủ trước đi, nhắm mắt lại chờ anh chút. Được. Dịch Dương, chúng ta đã ở bên nhau, được tròn 5 năm rồi. Trong 5 năm này, em luôn là người yêu anh sâu sắc. Cho dù anh gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy cứ nói thật với em nhất định sẽ tìm cách giúp anh. Anh có thể gặp khó khăn gì chứ? Đừng suy nghĩ nhiều quá, nhanh lên đi. Tiểu Hân, cô chết đi sẽ là trợ giúp lớn nhất cho tôi. Cô không phải là Tiểu Hân, cô là ai? Tần Đi Vân, sao lại là cô? Các người, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đây chính là cái bẫy mà dành riêng cho anh. Quả nhiên, anh đã nhảy vào bẫy rồi. Tại sao vậy? Biết rõ ràng là Lâm Dịch Dương muốn hại cô ấy, sao anh lại để cô ấy đi một mình? Không có lý nào phải đề phòng kẻ trộm cả nghìn ngày. Lý lẽ đó, dù lần này không đi, thì Lâm Dịch Dương cũng sẽ còn có phương án dự phòng. Chúng ta không bằng dựa vào kế mà hành động, để chấm dứt mọi mối đe dọa, kéo rắn ra khỏi hang. Không được, tôi không đồng ý. Hân Hân không có mạnh mẽ gì cả, cô ấy không thể đi một mình, quá nguy hiểm rồi. Nếu người đi là cô, Tần Đi Vân cảnh sát thì sao? Dịch Dương, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tình cảm 5 năm của chúng ta, trong mắt anh là gì vậy? Có phải nó vô giá trị quá không? Tiêu Ngọc Hân, bớt tỏ thái độ như vậy với tôi, đừng có giảng dạy như thế với tôi. Nếu không phải vì cô thấy chết mà không cứu, tôi có đến mức phải đi đến mức này hôm nay sao? Rõ ràng là lỗi của anh mà, cuối cùng lại còn đổ lỗi cho tôi. Không đổ lỗi cô thì đổ cho ai? Cô nhiều tiền như vậy, cho tôi mượn ít để trả nợ đi. Thì sao chứ, nếu trách, thì hãy trách cho anh quá tàn nhẫn. Dù tôi có sai, thì cũng chỉ sai vì việc không xử lý cô sớm hơn. Đừng động đậy, Hân Hân, đừng nói chuyện với loại rác rưởi này nữa. Mang anh ta về đồn, để pháp luật trừng trị anh ta. Tất cả bằng chứng đều ở đây. Tai nạn xe, kẻ sát nhân, quả nhiên đều là do anh, chính anh sắp đặt. Anh còn gì để nói nữa? Đúng. Đúng là tôi làm, thì sao? Chỉ là tôi, không may mắn mà thôi, để rơi vào tay các người, nhưng cũng đừng vội đắc ý, chờ mà xem, sẽ có người thay tôi. Xử lý các người thôi. Hân Hân, nhất định đừng, những lời của tên cặn bã đó, ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, anh ta chỉ là kẻ bất tài, tức giận cũng vô ích, chỉ biết nói suông thôi, thế thôi, đúng vậy, bây giờ anh ta đã vào cục an ninh rồi, sẽ không còn làm điều xấu nữa, từ giờ trở đi, cô sẽ an toàn. Không, có gì đó không ổn. Hoàn toàn sai. Không, không ổn, sao vậy, Hân Hân, Lâm Dịch Dương vừa rồi, làm tôi cảm thấy rất lạ. Giống như là, anh ta hoàn toàn, đã trở thành một người khác, biết người biết mặt, không biết lòng, người mà cậu từng quen biết, Lâm Dịch Dương, chỉ là một kẻ giả dối, sau lớp mặt nạ, chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi, bây giờ, con người cậu thấy, mới là con người thật của anh ta, đương nhiên sẽ rất xa lạ. Nhưng, tôi cứ có cảm giác, hình như có điều gì không đúng. Đừng nói nữa, Hân Hân của tôi, hãy tin tưởng vào cục an ninh của chúng ta, họ nhất định sẽ khiến Lâm Dịch Dương, nhận được, sự trừng phạt xứng đáng.
Mọi chuyện đã qua rồi, hãy thư giãn đi. Tiêu Ngọc Hân, cứ đợi đấy cho tôi. Tiểu Dương, cứ ở trong tù 2 ngày trước đã. Anh hứa, anh nhất định sẽ giúp em báo thù. Để bọn họ phải trả giá, một cách thê thảm. Đây không phải là người, chuyên chụp ảnh thờ cho người ta sao, kẻ vô dụng sao, sao lại, chuyển nghề giao hàng rồi. Cũng đúng, loại người như anh, đồ rác rưởi vô dụng, cuộc đời này, chỉ có thể làm những việc thấp hèn như vậy thôi. Nghề nghiệp không có cao thấp, quý tiện, dù là chụp di ảnh, hay là đi giao hàng, tôi làm việc một cách chính đáng, kiếm ăn bằng sức lực của chính mình, ngược lại, chính là cô, dựa vào thân xác để thăng tiến, thì mới thật sự thấp hèn, thật đáng khinh, loại người như anh, cũng dám mắng tôi. Cô ấy à, cậu không phải là, người ôm chặt chân Ngọc Hân sao, là một kẻ ăn bám thôi, cậu có tư cách gì, nói về Lệ Lệ chứ? Sao cậu lại trở thành, như thế này rồi, ồ, bị Tiêu Ngọc Hân đá rồi sao? Ha ha, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Tiêu, đã có vị hôn phu mà, vậy thì hôn phu của cô ấy, mà nổi giận thì việc bóp chết cậu cũng như, bóp chết một con kiến, đơn giản như vậy thôi. Chắc hẳn, cậu đã trải nghiệm qua rồi phải không? Người mà các người đang nói đến, vị hôn phu của Giám Đốc Tiêu, đã bị tôi, gửi vào cục an ninh rồi. E rằng, cả đời này cũng không ra ngoài được, ngược lại, tôi, hiện tại đang chuẩn bị về nhà, để nấu cơm cho Hân Hân đó. Diệp Thanh à, Diệp Thanh, anh không chỉ vô dụng, mà còn thật sự vô liêm sỉ đấy, đến cả loại lời nói nhảm nhí này, cũng có thể bịa ra được, thật là buồn cười chết đi được. Này, cậu biết Tổng Giám Đốc Tiêu, là người như thế nào không, là Tổng Giám Đốc của Tiêu Thị, đứng đầu bảng Hoa Khôi Thành Yến. Có thể chơi đùa với cậu, đó đã là, vinh hạnh cho cậu rồi, còn đưa cậu về nhà, cùng nhau nấu ăn nữa. Cậu đang nằm mơ đấy à, không phải như thế đâu. Anh nụ, đợi lâu rồi đúng không? Chúng ta cùng về nhà thôi. Em sẽ làm một bữa thịnh soạn, để bù đắp cho anh nhé. Đi thôi. Điều này sao có thể được chứ? Nhanh lên, nếm thử tay nghề của em đi. Sao vậy, không ngon à? Hương vị này, thật sự giống hệt đầu bếp 5 sao, không thể tin được. Ghét quá, à đúng rồi, hôm nay cảm ơn em, cảm ơn đã giúp tôi thoát hiểm. Em không thấy, Nghiêm Lệ Lệ với Sở Chí Hào, đã tức đến trắng mặt hay sao? Đáng lẽ phải là em, nói lời cảm ơn mới phải chứ, anh đã cứu em nhiều lần như vậy, bữa ăn hôm nay, coi như là báo đáp đi, thế thì càng không được, một bữa ăn thì không đủ đâu, ít nhất, cũng phải lấy thân báo đáp chứ. Nếu em thật sự, báo đáp bằng thân xác, anh muốn không? Alo, bà ạ. Con biết rồi mà. Có thể giúp em một việc không? Giả làm bạn trai của em, đi về nhà cùng em. Wow, anh thật giỏi quá đi. Quả thật không hổ danh là cổ thần số 1 ở Thành Yến. Số tiền anh kiếm được từ chứng khoán cũng tương đương với lợi nhuận của gia đình nhiều năm rồi. Anh à, có tin tức gì bí mật cũng tiết lộ cho em một chút nhé. Để em đi theo anh, cùng uống chút canh nào, chỉ mua cổ phiếu này thôi, bất động sản Đại Hằng, ít nhất cũng sẽ tăng gấp đôi. Được rồi, vậy thì em cũng tham gia, đầu tư 50 triệu. Chúng ta sẽ phát tài. Này! Em họ ơi, vị hôn phu của em vừa vào tù, mà em đã vội vàng, tìm đàn ông khác rồi sao? Ôi trời, nhìn bộ dạng nghèo nàn này đi, tất cả quần áo trên người, cộng lại. Cũng không đáng 100. Chắc chắn đây là một
kẻ nghèo không có tiền bạc hay quyền lực. Trời ơi, mắt nhìn người của em, thật sự ngày càng kém rồi. Gia giáo của nhà họ Tiêu đã chỉ dạy chị phân biệt người qua hình thức thôi sao? Em, Diệp Thanh là người có phẩm hạnh, xuất thân trong sạch, chị có tư cách gì mà coi thường anh ấy? Em họ ơi, em đã qua 18 tuổi rồi, sao em còn ngây thơ như vậy hả? Trong xã hội ngày nay, tiền bạc mới là điều quan trọng, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị. Mà lại suốt ngày giao du với loại người hạ đẳng này, thật là tự hạ thấp mình. Kiếm tiền có khó không? Chỉ cần tôi muốn, bất kể là bao nhiêu, tôi cũng có thể kiếm được trong chốc lát. Này, anh đi làm trong nhà máy, vạn ức vít một tháng, cũng không kiếm nổi 3.000 tệ đâu. Anh tôi là một người đường hoàng, được gọi là thần cổ phiếu của Yến Thành. Tiền anh ấy kiếm trong một phút, còn hơn cả 10 kiếp của anh. Chưa bao giờ thấy ai như anh, mà lại dám phát ngôn như vậy. Anh cũng xứng nói những lời này à? Thật không? Để tôi xem nào. Đại Hằng bất động sản. Anh hiểu về cổ phiếu à? Tôi không cần phải hiểu, tôi chỉ cần nhìn một cái là biết, cổ phiếu nào sẽ giảm. Này, cổ phiếu mà anh đang mua đó, sắp tới sẽ giảm sàn rồi. Một kẻ cùng khổ, chỉ ăn bữa trước mà không có bữa sau. Anh có thể nhìn ra cổ phiếu giảm sao? Tôi đoán là ngay cả biểu đồ Carlyle, anh cũng không biết đọc. Chính xác, vậy mà cũng dám nói, Đại Hằng bất động sản sẽ giảm. Kỹ thuật giao dịch cổ phiếu của anh tôi, không phải là người như anh, có thể hoài nghi được đâu. Tôi khuyên các người, nên bớt thời gian cãi cọ ở đây, còn không bằng nhanh chóng, bán hết cổ phiếu trong tay, đi cho rồi, nếu không thì một lát nữa, thua đến mức đến cả quần lót, cũng chẳng còn đâu. Ngọc Hân, em kiếm đâu ra cái gã bạn trai rác rưởi này vậy? Làm mất hết mặt mũi nhà họ Tiêu, mất hết sạch rồi, biết đâu ở với rác rưởi lâu ngày đầu óc cũng sinh vấn đề đó. Diệp Thanh, hay là thôi đi, đừng quan tâm đến họ. Không sao, để cho đạn bay một lúc. Anh à, sao cổ phiếu thực sự giảm rồi? Ôi trời, đây có phải ngày đầu tiên em giao dịch không? Giảm nhẹ một chút để dọn sạch nhà đầu tư nhỏ, mới có thể kéo tăng lên mà. Này này này, đây không phải giảm nhẹ đâu, đây là rớt thảm, lao dốc rồi. Đừng lo, chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thôi. Tin tức vừa mới ra, Đại Hằng địa ốc dính bê bối lớn, cổ phiếu này đã giảm sàn rồi, không bán được nữa, thảm rồi. Xong đời rồi. Tôi đã mua đến 200 triệu mà. Tiêu Phong, anh phải bồi thường cho tôi, đứng lại cho tôi. Tiêu Ngọc Hân, con thật là lố bịch quá rồi đấy. Con đưa loại đàn ông nào cũng dám dẫn về nhà họ Tiêu, con còn không sợ bị bẩn đất nhà Tiêu ra à? Nói cho con biết, gia tộc Tiêu này chính là khách hàng lớn của tập đoàn Tiêu thị. Việc hôn nhân con và thiếu gia họ Tống, Tống Tinh Giã, con nhất định phải đồng ý. Đúng vậy, thiếu gia Tống vừa đẹp trai lại giàu có, hơn kẻ thấp hèn này cả vạn lần, giỏi hơn gấp bội lần. Cậu ấy để mắt tới con, là phúc phần của con đấy. Nhanh chóng chia tay đi, chuẩn bị kết hôn với Tống gia. Không thể nào. Con và Diệp Thanh đã ở bên nhau rồi, cả đời này ngoài anh ấy ra, con không kết hôn với ai khác. Hỗn xược, chết cũng phải là ma của nhà họ Tiêu. Có lão bà ở đây, thì không đến lượt con nói chuyện. Liên hôn với Tống gia là liên quan đến số phận của nhà Tiêu trong trăm năm tới. Kết hôn với Tống thiếu gia là lựa chọn duy nhất của con, không cho phép con làm trái ý. Bà à, bà đúng là một người có đạo đức cao cả. Lo nghĩ cho đại cục như vậy, hay là bà tự mình gả cho nhà họ Tống đi, cậu. Đồ vô dụng sống dựa vào phụ nữ, dám nói chuyện như vậy với tôi. Con sẽ nói lại một lần nữa, việc hôn nhân của con là con tự quyết định, lấy Tống Tình Giã là điều không thể. Này, Tiểu Hân, đừng có tức giận, dì và chú bà của con không phải cũng do gia đình sắp đặt sao? Bây giờ không phải vẫn sống hạnh phúc sao? Nhìn này, mấy ngày trước, chú ba của con còn tặng gì? Một bộ dây chuyền và vòng tay nữa. Ồ, thật sự là như vậy sao? Dì có nghe nói về, có một câu nói, rằng khoe tình yêu thì tàn nhanh không?
Đồ khốn nạn, chấm. Cậu dám nguyền rủa chúng tôi, nếu cậu còn nói thêm một câu nữa. Còn dám nói thêm một câu nữa, xem tôi có xé nát miệng cậu không, đồ không biết sống chết. Cậu đấy, người đâu, đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Cậu đang làm gì vậy? Được thôi, họ Tiêu kia, chuyện này với bức ảnh là sao? Anh dám bao nuôi tình nhân à? Tôi đánh chết anh cho mà xem. Đủ rồi, dám ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Tiêu Ngọc Hân à, con nói xem, nếu kết hôn với nhà họ Tống, thì tài sản hàng tỷ của cậu ấy, không phải con phải có một nửa sao? Hả, con, cũng giống như dì ba của con thấy đó, sau khi kết hôn, cô ấy nói tất cả các tài khoản, đều có thể yên tâm, giao cho dì ấy quản lý. Đây gọi là gì? Đây gọi là vợ chồng hòa thuận. Cùng nhau phát triển mà, có phải không? Này, đồ đàn bà thối, dám lén làm giả sổ sách sau lưng tôi. Mau nói cho tôi biết, cô có phải đã dùng tiền của tôi để nuôi tình nhân không? Đồ đàn bà thối. Đồ đàn bà thối tha, tất cả dừng lại hết đi, con chưa đủ xấu hổ sao? Con là người của nhà Tiêu, hiện giờ gia tộc đang gặp khó khăn về tài chính, chỉ có con lấy Tống tình dã mới có thể giải quyết được. Việc này không cần bàn bạc gì cả, bây giờ bà ra lệnh cho con, lập tức chia tay với tên vô dụng này, không có khả năng. Là điều không thể, con đã đóng góp cho nhà Tiêu, mỗi tháng đúng hạn, bao nhiêu lần gia tộc mượn tiền con đều đồng ý vô điều kiện. Những gì con đã làm cho nhà Tiêu đã đê cá đủ rồi, bắt con chia tay với Diệp Thanh, đừng mơ. Cái này chúng ta đi thôi. Đều là lỗi của em, phải để anh cùng em diễn kịch khiến anh phải chịu nhiều ấm ức. Chỉ cần có thể giúp em, anh không bận tâm gì, chỉ là mấy người trong gia đình em thôi làm anh thấy bực bội hơn chút. À đúng rồi, tập đoàn Tiêu thị có vấn đề gì xảy ra vậy, anh có thể giúp em. Không cần đâu, không thể lúc nào cũng làm phiền anh, em sẽ tự mình nỗ lực giải quyết. À đúng rồi, mấy hôm nữa có một buổi đấu thầu bất động sản, anh có thể đi cùng em không? Đã làm bạn trai rồi mà, tất nhiên là anh sẽ không từ chối rồi. Sao vậy? À không có gì, có lẽ là em nhìn nhầm thôi. Đi nào. Buổi đấu thầu hôm nay là đấu thầu cho một vài mảnh đất mới ở phía tây thành phố, dành cho phát triển bất động sản. Đây là ngành chính của nhà họ Tiêu. Nếu lần này có thể đấu thầu được mảnh đất chất lượng, thì lần này khủng hoảng của nhà họ Tiêu sẽ được giải quyết dễ dàng. Yên tâm đi, để đó cho anh lo, anh đảm bảo sẽ giúp em đấu thầu được mảnh đất tốt nhất. Ôi, một gã sống dựa vào phụ nữ, anh có vẻ tự tin quá nhỉ. Lần trước, cổ phiếu của Đại Hằng Địa Ốc chỉ là trùng hợp mà thôi. Có một nửa xác suất mà bị anh, một kẻ xui xẻo, nói trúng. Anh còn dám, mặt dày như vậy sao? Anh còn thật sự nghĩ rằng, mình là nhân vật quan trọng gì, ngay cả việc đấu thầu đất cũng không thể kiểm soát được sao? Tiêu Ngọc Hân, cô thật là mù quáng vì tình yêu. Hôm nay, là một dịp quan trọng như vậy, mà cô lại dám dẫn tên vô dụng này đến đây, là cố tình muốn làm mất mặt nhà họ Tiêu trước mặt mọi người sao? Hai người mà còn muốn ở lại tập đoàn Tiêu thị nữa không? Nếu muốn nhận cổ tức thì hãy tôn trọng bạn trai tôi hơn một chút. Đừng lợi dụng danh phận tổng tài của cô để áp bức tôi. Tôi nói cho cô biết, cô ngồi ở trên vị trí này không được lâu nữa đâu. Hôm nay thiếu gia Tống sẽ đại diện nhà họ Tống tham gia buổi đấu thầu, cô chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó, tập đoàn Tiêu thị sẽ phá sản, cô sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Tiêu. Rồi sau đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chia tay tên vô dụng này, đi ôm lấy chân thiếu gia Tống. Anh có dám không, đánh cược với tôi một ván? Tôi cược vào buổi đấu thầu lần này, người thắng chắc chắn là Ngọc Hân. Ồ, thật sao, cá cược thì cá cược, nếu anh thua thì anh phải quỳ xuống trước mặt mọi người.
rồi hoàn toàn biến mất, khỏi nhà họ Tiêu đi. Được, không vấn đề gì. Còn nếu anh thua, hai người sau này không được nhận bất kỳ cổ tức nào từ nhà họ Tiêu. Hơn nữa, còn phải cho tôi và Ngọc Hân phải quỳ lại xin lỗi. Một kẻ chỉ biết chụp ảnh tang lễ, thật là điểm xấu, cũng dám nói những lời ngạo mạn ở đây. Đồ ngu ngốc, ban đầu bà nghĩ người đàn ông mà con tìm chỉ là một kẻ nghèo hèn. Không ngờ, hóa ra còn là một kẻ chỉ biết chụp ảnh tang lễ, thật đáng ghê tởm. Còn bên người như vậy, là muốn làm tôi, muốn tôi tức chết đúng không? Còn không mau mau, ném đống rác này ra ngoài đi, nhanh lại đây, chào hỏi thiếu gia Tống đi, anh ấy là chồng tương lai của con đấy, Diệp Thanh là người của tôi, các người ai cũng đừng hòng đuổi anh ấy đi cả. Và tôi nói lại một lần nữa, cả đời này ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không cưới ai cả, ngoài anh ấy ra, cô không cưới ai cả. Tôi, Tống Dã xuất thân từ gia đình danh giá, 17 tuổi tốt nghiệp Harvard, 20 tuổi nắm quyền tại tập đoàn Tống, chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, đã có giá trị thị trường hàng trăm tỷ. Những người phụ nữ muốn cưới tôi, đã xếp hàng từ Dân Thành đến Yến Kinh. Tôi có thể thích cô, Tiêu Ngọc Hân, đó là phúc khí tám đời của cô. Cô xem tôi là không khí à? Cô lại đi tìm một người chỉ biết chụp ảnh tang lễ, tốt nghiệp Harvard, giá trị thị trường hàng trăm tỷ. Những điều này có gì to tát, tất cả những gì anh có. Nếu như tôi muốn, tôi có thể có bất kỳ lúc nào, nhưng khả năng mà tôi sở hữu, anh cả đời này cũng không thể có được. Tiêu Ngọc Hân, đây chính là người mà cô thích đúng không? Một kẻ chỉ biết khoe khoang, chỉ biết phóng đại, chỉ là tên diễn hề. Tôi khuyên cô nên biết điều, thời cơ hãy còn sớm, hãy đi theo tôi. Nếu cô đi theo tôi ngay bây giờ, cô còn có thể trở thành Tống phu nhân. Nếu không, một khi tôi đã mất kiên nhẫn, dù cô có muốn quay lại, khóc lóc van xin dưới chân tôi, tôi cũng sẽ không để lại một vị trí nào cho cô, ngay cả làm người hầu. Vậy tôi cũng rõ ràng nói với anh rằng, cho dù trên đời này tất cả đàn ông đều chết hết, tôi cũng sẽ không cưới anh đâu. Trong mắt tôi, anh chỉ có thể làm người hầu hạ Diệp Thanh thôi, cũng không có ai. Không biết điều mà, hãy chờ đấy. Buổi đấu thầu đất bây giờ bắt đầu. Nằm ở khu CBD phía tây thành phố, xung quanh có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, dù là vị trí địa lý hay là các tiện ích xung quanh đều rất có lợi. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 500 triệu. Mảnh đất này đúng là tốt nhất trong số tất cả các lô đất hôm nay, em nhất định phải lấy được nó. Như vậy, tập đoàn Tiêu sẽ có cơ hội được cứu rồi. Có gia đình tôi ở đây, nhà họ Tiêu muốn có được mảnh đất này thật khó như lên trời. Nhưng tôi có thể cho cô một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cô chịu cưới tôi, mảnh đất này tôi sẽ nhường lại cho cô. Không thể nào, được rồi. Vậy thì nhà họ Tiêu, hãy chờ đợi ngày diệt vong đi. Nhà Tiêu ra 600 triệu, nhà Tống 800 triệu. Nhà Tiêu 1 tỷ, nhà Tống ta ra 1 tỷ rưỡi. Ôi trời, tất cả là tại Tiêu Ngọc Hân. Con tiện nhân này, rượu người không uống, lại uống rượu phạt. Đắc tội với Tống thiếu gia. Rõ ràng Tống thiếu là nhắm vào nhà Tiêu chúng ta, miếng đất này tuy tốt, nhưng vượt quá 1 tỷ 8, thì nhà Tiêu không gánh nổi. Tống thiếu này đang muốn dồn nhà Tiêu vào con đường cùng rồi. Hôm nay đấu giá kết thúc, sẽ là 1 tỷ 7. Cũng phải lấy Tiêu Ngọc Hân, phải đưa Tiêu Ngọc Hân đến giường của thiếu gia để xin lỗi. Nhà họ Tiêu ra 1 tỷ 8. Nhà họ Tống ra 2 tỷ. Có ai ra giá cao hơn không? 2 tỷ lần 2. Giao dịch thành công, chúc mừng nhà họ Tống đã đấu thầu thành công mảnh đất số 1 với giá 2 tỷ. Nhìn thấy chưa, đây chính là kết cục của các người khi không biết nhiều. Chúc mừng anh đã mua nước với giá cao, một đống rác rưởi. Thấy chưa, đây chính là kết cục của các người không biết điều đấy. Tôi chỉ cần hơi động một ngón tay là có thể xử lý các người. Tên vô dụng bên cạnh cô này, ngoài việc giúp cô lau nước mắt ra thì có ích gì, chẳng có tác dụng gì. Này, thiếu gia Tống, này, Ngọc Hân không biết trân trọng, không nhận ra người tài giỏi, chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy. Cậu có lòng khoan dung, có thể nào, khi cậu có được những thứ cao sang, có thể để lại cho nhà họ Tiêu một chút đồ thừa của cậu được không? À, đúng, đúng, đúng. Cái này thì
phải xem cách các người thể hiện trong thời gian tới. Cái này thì cậu yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì. Tôi đảm bảo, Ngọc Hân chắc chắn là người phụ nữ của cậu. Đúng vậy, cũng chúc mừng thiếu gia Tống đã lấy được mảnh đất tốt như vậy, thực lực của gia đình Tống chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Đúng, đúng, đúng. Thật sự phải chúc mừng anh, đã mua với giá cao, được một đống rác rưởi. Anh là tên vô dụng, không muốn sống nữa sao, anh dám nói bậy trước mặt tôi. Nói bậy bạ, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi đấu thầu được, chính là mảnh đất tốt nhất rồi. Thiếu gia Tống, đừng giận, kẻ nghèo hèn này, chỉ vì nhìn thấy anh, chi tiêu hào phóng quá, có tiền có quyền thôi, đúng là ghen tị đến mức, đến phát điên rồi. Này, Diệp Thanh, anh vừa nãy không phải đã cá cược với tôi sao, nói rằng Ngọc Hân sẽ là người thắng hôm nay, anh đã thua rồi, nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi đi. Này, ai nói tôi thua? Tin tức mới nhất, vì khu CBD phía tây thành phố đã phát hiện chất phóng xạ mạnh, hiện tại quyết định di rời tất cả các khu dân cư trong khu vực này. Sao lại như vậy được, thật không thể tin được. Lại bị anh ta làm cho như vậy, lại đoán trúng rồi, không lẽ anh ta thực sự có khả năng sao? Một kẻ chỉ biết chụp ảnh tang lễ thì có năng lực gì chứ, mèo ngủ gặp chuột chết mà thôi. Tiếp theo là cuộc đấu giá miếng đất số 1, miếng đất số 2 nằm ở ngoại ô phía tây thành phố, xung quanh là khu công nghiệp, giá khởi điểm 80 triệu. Miếng đất này không tốt, mua vào chỉ tổ lỗ. Nhà tiêu ra 100 triệu, thật là ngực lớn mà không có não, ngu ngốc đến cực điểm. Mảnh đất này, không chỉ vị trí địa lý xa xôi, mà xung quanh còn toàn là nhà máy hóa chất, thật sự, chẳng đáng giá một đồng nào. Cô điên rồi, mau bỏ xuống đi, gia tộc Tiêu, tập đoàn Tiêu Thị, vốn dĩ đã ở trong tình trạng nguy hiểm. Cô muốn chết sao, còn chưa đủ nhanh sao, 100 triệu một lần, 100 triệu lần hai. Giao dịch thành công, chúc mừng gia tộc Tiêu, với giá 100 triệu. Chúng ta lấy được đất số 2 rồi, Ngọc Hân, chúc mừng em nhé, đã mua được một mảnh đất tốt như thế này, chắc chắn sẽ kiếm được tiền đầy túi. Kiếm được đầy túi sao? Này, chi 100 triệu, cho một mảnh đất rác rưởi như thế này, các người chắc chắn sẽ thua lỗ đến mức, cả mẹ cũng không nhận ra nữa. Tôi đã nói từ lâu rồi, không thể để Ngọc Hân tiếp quản tập đoàn Tiêu được, thế là xong rồi, cả nhà Tiêu chúng ta đều sẽ bị hủy hoại trong tay cô ấy, đúng là... Có một thiên tài thương mại, thiếu gia Tống nói không tin. Mà lại tin vào, cái tên vô dụng này được, nhà họ Tiêu làm sao có thể như vậy, đúng là một kẻ ngốc. Mảnh đất này, là cô cố chấp muốn mua, không liên quan gì đến nhà họ Tiêu. Tất cả thiệt hại, cô phải tự mình gánh chịu, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc này. Thiếu gia chủ đã yêu cầu cậu nhất định phải lấy được mảnh đất số 2. Mảnh đất đó, sẽ sớm quy hoạch thành khu phát triển, nhà máy hóa chất cũng sẽ được chuyển thành khu phần mềm. Giá trị ít nhất là hàng trăm tỷ đấy, cái gì? Ôi trời, lại bị anh ta nói trúng rồi, thật không thể tin được, rốt cuộc là, có chuyện gì không quan trọng. Quan trọng là, Ngọc Hân đã bỏ ra 100 triệu, để mua được, mảnh đất có giá trị hàng trăm tỷ. Ôi, nhà họ Tiêu chúng ta, cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế. Ôi, điều này gần như, là lợi nhuận gấp trăm lần đấy, xem ra, năm nay cổ tức của gia đình, ít nhất có thể gấp 10 lần. Các người đừng quên nhé, bà vừa nói qua, mảnh đất này, là cá nhân tôi mua, không liên quan gì đến nhà họ Tiêu. Tất cả thiệt hại sẽ do tôi tự gánh chịu, vậy thì, tất cả lợi nhuận, tự nhiên sẽ thuộc về tôi. Này, Ngọc Hân, là bà nội đã lầm lẫn rồi, còn đã là, một phần của gia đình Tiêu, dù lỗ hay lãi, thì lẽ ra, nên thuộc về nhà họ Tiêu mới đúng. Để tôi đưa lợi nhuận, về nhà họ Tiêu, tôi có thể. Đồng ý cho tôi hai điều kiện, con nói dù có, trăm điều kiện cũng đồng ý. Điều đầu tiên là Tiêu Phong và bạn trai tôi, phải cược rằng tôi không thể mua, miếng đất tốt nhất, bây giờ anh ta đã thua, hãy thực hiện lời hứa cược trước đã. Hãy quỳ lại xin lỗi chúng tôi, này, cô đang nói gì vậy? Cô chỉ là một cô cháu gái, chắc chắn phải gả đi thôi, còn anh ta thì lại là một kẻ hèn hạ, thấp kém, tôi là trưởng tôn của gia đình Tiêu. Cô cũng xứng để tôi quỳ xuống xin lỗi sao, nếu đã như vậy, thì không có gì để nói.
Phần lợi nhuận này, tôi sẽ không đưa ra. Nếu các người muốn trách, thì hãy trách Tiêu Phong đi. Cô, câm miệng, chấp nhận cược thì phải chịu thua. Còn không mau quỳ xuống đi. Bà nội, quỳ xuống. Xin lỗi, là tôi đã sai. Còn nữa, theo thỏa thuận cược, hai người, từ giờ trở đi, sẽ không còn được hưởng bất kỳ cổ tức nào từ gia tộc nữa. Biến đi. Được. Cứ chờ mà xem. Còn điều kiện thứ hai của con thì sao? Từ giờ trở đi, các người cũng không được can thiệp vào chuyện hôn nhân của tôi. Cái này. Người mà các người gọi là thiên tài thương mại, công tử Tống, đã tiêu 2 tỷ để mua một mảnh đất vô giá trị rồi đó. Trong khi Ngọc Hân chỉ tiêu 100 triệu, đã có thể mua được mảnh đất trị giá 100 tỷ. Ai mới là thiên tài thương mại, rõ ràng như ban ngày, để Ngọc Hân lấy một kẻ vô dụng như vậy. Các người nghĩ sao, anh ta xứng không? Anh mới là vô dụng, dám gọi tôi là kẻ vô dụng sao? Được. Chúng ta đồng ý với con, từ nay trở đi. Chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện hôn nhân của con nữa. Không phải các người đã hứa với tôi là sẽ làm sạch Tiêu Ngọc Hân để đưa đến giường của tôi sao? Nhớ chia hoa hồng nhé. Không phải các người nói đổi ý là đổi ý sao? Anh. Đợi đó đi. Hả, Ngọc Hân, sao em lại đưa anh về nhà em, lại còn chưa bật đèn nữa? Đầu tiên hãy nhắm mắt lại, em đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn đó, được. Xong chưa? Thần bí ghê. Xong rồi. Chúc mừng sinh nhật anh. Chưa bao giờ có ai tổ chức sinh nhật cho anh, cảm ơn em, Hân Hân. Kể từ khi tái ngộ, tại buổi họp lớp, anh đã giúp em rất nhiều lần, thật ra là em, nên cảm ơn anh mới đúng. Lâm Dịch Dương, đã bị giam trong tù rồi, nhà em cũng sẽ không ép em lấy chồng nữa. Có lẽ anh không có gì có thể giúp em được. Đúng vậy, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, em cũng nên theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng, người em thích, đang ở ngay trước mặt em. Chỉ là, không biết anh ấy có thật sự muốn làm bạn trai em không? Anh dĩ nhiên là muốn rồi. Nhanh lên, hãy ước đi. Hân Hân, em hãy giúp anh ước đi. Điều ước của em cũng là điều ước của anh. Sao lại vậy? Sao lại xảy ra chuyện này? Có chuyện gì vậy? Có phải là ảnh không? Đã chụp được gì rồi sao? Ôi, không không có gì cả. Nhanh cho em xem đi. Không thể như vậy được. Lẽ ra Lâm Dịch Dương đã bị bắt rồi mà. Sao Hân Hân vẫn gặp chuyện được chứ? Lẽ nào? Anh ta còn đồng bọn sao? Hoặc là đối thủ trong kinh doanh của em, đối thủ cạnh tranh sao? Theo lý mà nói thì không thể như vậy. Trong việc kinh doanh, cũng không có thù hận sâu sắc nào cả. Làm gì đến mức muốn tôi phải chết chứ? Đáng tiếc là bức ảnh này, chỉ có thể thấy rằng cậu sẽ gặp rắc rối. Thời gian, địa điểm, còn cả cách thức cụ thể, thì cũng không thể nhìn ra được. Nhưng có thể khẳng định một điều, sắp tới, chắc chắn sẽ có người có ý đồ xấu với Ngọc Hân. Gia đình em thì hiện giờ. Trước hết hãy đến nhà anh, để đảm bảo an toàn cho em, hãy đến nhà anh trước đi. Được. Hân Hân, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tranh thủ thời gian điều tra, sớm tìm ra kẻ muốn hại cậu, tôi sẽ bắt được hắn ta. Được. Em cứ yên tâm ở đây đi, đừng có bất kỳ lo lắng nào, anh sẽ dốc hết sức để bảo vệ em. Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi. Anh đã là bạn trai chính thức của em rồi.
Đây là việc anh nên làm mà, không phiền phức chút nào. Em nhanh chóng đi nghỉ đi, anh sẽ ra phòng khách ngủ trên sofa. Đừng đi mà, em sợ lắm. Đừng sợ, anh sẽ ở đây, sẽ luôn bên cạnh em. Anh chỉ thích chụp ảnh, ngoài việc chụp ảnh ra, anh không có khả năng nào khác. Tiền kiếm được cũng không đủ nhiều. Nếu không nhờ có máy ảnh, thì khả năng tiên đoán tương lai, e rằng cả đời này sẽ không có bất kỳ liên quan nào đến em, càng không thể trở thành một người che chở, người yêu của em được. Trong mắt em, anh là người ngay thẳng, tốt bụng và dũng cảm, đó đều là những phẩm chất quý giá của anh. Em rất thích con người của anh, dù không có chiếc máy đoán trước nào giống như vậy. Diệp Thanh, em đã rất sợ. Sợ rằng mới vừa có được hạnh phúc, đi như vừa chết đi một cách không rõ ràng. Đừng sợ, chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em. Tôi đã làm theo chỉ dẫn của anh nói, đưa tất cả các đối tác kinh doanh xung quanh Hân Hân và đối thủ cạnh tranh, còn cả thông tin về họ hàng và bạn bè. Tất cả đều đã được sắp xếp thành một tập tài liệu. Tốt, từ giờ trở đi, tôi sẽ xử lý mọi thứ. Nghi phạm, cô hãy thẩm vấn lại Lâm Dịch Dương, xem có manh mối nào khác không. Được, tôi sẽ làm ngay. Hãy chăm sóc tốt cho Hân Hân. Tôi sẽ làm. Không tìm thấy, vẫn không có bất kỳ manh mối nào, chẳng tìm ra được cái gì cả. Cô nghỉ ngơi một chút đi, để tôi tìm là được, anh không thấy mệt sao? Dù có mệt thế nào, vì Ngọc Hân, tôi cũng phải tiếp tục cố gắng. Dừng lại đi, đừng điều tra nữa. Em đã nghĩ rất kỹ rồi, thay vì như vậy mà lại gây phiền phức cho mọi người, giúp đỡ mà không có manh mối gì. Còn em thì chỉ biết trốn ở nhà, không thể ra ngoài dù một giây, hàng ngày sống trong lo sợ. Thà chấp nhận thực tế cũng được. Dù chỉ còn lại chút thời gian cuối, em cũng không muốn trải qua trong sợ hãi và bất an. Em không muốn sống như vậy, thà rằng. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng, anh đi cùng em nhé. Được không? Được, không được, ra ngoài vào thời điểm này, quá nguy hiểm, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì phải làm sao? Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Hân Hân, dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng không hề do dự. Đi thôi. Ở nhà ngột ngạt lâu như vậy, ra ngoài quả thật, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nay em muốn làm gì, anh sẽ đi cùng em, vì không biết, ngày mai và bất ngờ, cái nào đến trước, nên em phải cố gắng, trước khi kết thúc, để không có tiếc nuối nào, đều bù đắp hết, đi nào, em sẽ dẫn anh đến một nơi tốt. Các người nghĩ rằng trốn ở đây thì an toàn sao, cả hai người đều phải chết. Cô ơi, cho hai bát mì, vẫn như cũ nhé, được rồi. Anh đừng nhìn cửa hàng này giản dị, quán mì này làm đúng là tuyệt hảo. Hồi nhỏ ta thường đến đây ăn,
Hôm nay, anh cũng có phúc rồi. Đến rồi, đến rồi. Cảm ơn. Ngọc Hân à, dạo này cô sao không? Thường xuyên đến đây vậy. À, gần đây công việc bận quá, nên không có thời gian qua. Ôi trời, công việc quan trọng đó, nhưng tận hưởng cuộc sống cũng quan trọng. Tiền này thì không bao giờ kiếm đủ đâu. Tôi biết rồi, nhưng năng lực thì có hạn mà. Người này là... Anh ấy là bạn trai của tôi. Ha ha ha, chúc mừng nhé, cảm ơn. Hai người, sau này phải thường xuyên đến nhé. Tôi có thể cho hai người ưu đãi. Sau này nhất định sẽ thường đến. Cảm ơn cô, được rồi, ăn đi ăn đi. Nhanh ăn đi, ăn đi. Ngon không? Có, đây là tiệm mì, ngon nhất mà anh từng ăn đó. Khi em còn nhỏ, em thường đến tiệm này ăn mì. Em đã nghĩ rằng, khi lớn lên, em nhất định sẽ dẫn theo người mình yêu, cùng nhau thưởng thức, được. Hôm nay, cũng coi như là đạt được mong ước rồi. Ngọc Hân, dù em muốn đi đâu, thì hãy ăn mì nhé. Mùa xuân đã đến, tất cả đều thật đẹp. Nhanh lên, chụp cho em một bức ảnh đi. Xong rồi. Đây. Chiều 19, lúc 3 giờ 15 phút, trên đường Tây Môn Kiều, xe buýt số 72. Xảy ra nổ, không ai sống sót trên xe. Nghi ngờ có vật phẩm dễ cháy nguy hiểm, ngày 19. Đó không phải là chiều hôm nay sao? Nhanh chóng gọi điện cho Yvan, Yvan đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, không thể nghe điện thoại. Nếu không thể nhờ, lực lượng từ cảnh sát, ngoài Yvan ra, các nhân viên an ninh khác, chắc chắn sẽ coi chúng ta như tội phạm mà bắt giữ, giống như bọn tội phạm vậy. Mặc dù cuộc sống của em có thể chỉ còn lại chút thời gian cuối cùng, nhưng em cũng muốn cố gắng cứu thêm nhiều người. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn thảm kịch xảy ra mà chúng ta không làm gì cả. Anh hiểu suy nghĩ của em, anh cũng giống như em. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn vụ nổ này. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hiện tại còn 1 giờ nữa, còn khoảng 1 tiếng nữa chúng ta đi đến bến cuối của tuyến xe buýt số 72 trước. Nhanh lên. Các người đang nói gì vậy? Các người nói lại lần nữa xem. Chiều nay, xe buýt số 72 sẽ xảy ra vụ nổ gần cầu Tây Môn, tất cả mọi người trên xe sẽ chết. Xong rồi, hai người các người đang nói nhảm gì vậy? Tôi không có thời gian để ý đến các người, biến đi. Giám đốc, những gì tôi nói đều là sự thật. Hiện tại khoảng cách đến vụ nổ còn chưa đến 1 tiếng nữa, xin hãy lập tức ngừng tất cả các chuyến xe buýt số 72, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Vụ nổ này vẫn chưa xảy ra. Sao các người biết được? Vụ nổ này chẳng lẽ là do các người làm sao? Nhìn các người không giống là người tốt. Nói đi, rốt cuộc mục đích các người là gì? Tự mình xem đi. Lấy một cái máy tính ảnh ghép mà cũng muốn lừa tôi sao? Mau nói đi, mục đích của các người là gì? Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, ngay lập tức bắt các người đi. Đừng, đừng, chúng tôi thực sự không có ác ý. Tôi từ tập đoàn Tiêu Thị, giám đốc điều hành Tiêu Ngọc Hân. Đây là chứng minh thư của tôi. Tổng giám đốc Tiêu, chẳng phải đây là doanh nhân, lưng danh của Yến Thành sao? Bình thường cô đâu có đi xe buýt. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sao hôm nay lại đến quấy rầy tôi vậy? Chúng tôi không có quấy rầy. Tôi lấy danh dự của tập đoàn Tiêu Thị đảm bảo. Những gì chúng tôi nói là sự thật, xin hãy tin chúng tôi, lập tức ngừng hoạt động tuyến xe buýt số 72. Nói nghe thì có vẻ dễ đó, cô có biết không, để ngừng một tuyến xe buýt, cần bao nhiêu thủ tục không? Cô có biết không, nếu tự ý ngừng hoạt động, tôi phải gánh bao nhiêu trách nhiệm không? Cô có biết không? Hãy coi những điều này như là khoản bồi thường cho anh, có đủ không? Không phải là tôi không muốn giúp. Việc này thực sự khó khăn. Tổng giám đốc Tiêu,
có khó khăn tôi có thể khắc phục. Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Từ bây giờ, tuyến xe buýt 72 dừng hoạt động. Ha ha, không ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi như vậy, là đã giải quyết xong. Chiều ngày 19, khoảng 3 giờ 15 phút, xe buýt số 72 đi về phía cầu Tây Môn, xảy ra nổ, trên xe không có ai sống sót. Sao lại như vậy? Có vẻ như vụ nổ xe buýt là do con người gây ra. Vì vậy, phải tạm dừng tuyến xe buýt số 72, kẻ thủ phạm có thể sẽ tìm những xe buýt khác để tiếp tục gây nổ. Hiện tại chỉ có thể tìm thấy kẻ thủ phạm thực sự mới có thể ngăn chặn hoàn toàn vụ nổ xảy ra, giám đốc. Không biết còn có điều gì cần chỉ thị nữa không? Tuyến xe buýt số 72 vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, không cần tạm dừng nữa. Anh muốn tôi làm gì nữa? Tiền không cần anh trả lại. Bây giờ anh chỉ cần cho tôi biết, vào lúc 3 giờ chiều, khoảng 3 giờ 15 phút, xe đi về hướng cầu Tây Môn, là chuyến nào? Được, tôi sẽ kiểm tra ngay. Chính là chuyến tiếp theo. Nhanh đi. Không phải là bọn họ. Xem ra hung thủ chính là một trong số họ. Chỉ là chưa biết đây, thuốc nổ được đặt trong túi nào. Còn 10 phút nữa đến vụ nổ, không còn thời gian chờ nữa. Không ổn rồi. Chàng trai trẻ, anh đang làm gì vậy? Xin lỗi nhé, tôi nhầm rồi. Đến đây, đặc biệt ngọt ngào, là tự trồng. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Kẻ lưu manh, anh định làm gì vậy? Tôi không phải, tôi không có, còn chưa nhận tội nữa. Tôi đã để ý lâu rồi, cầm máy ảnh lén chụp mãi, cũng coi như xong, giờ lại còn ra tay nữa. Động tay động chân nữa sao? Không, không phải, trông vẻ ngoài cũng tương tất, mà trong lòng lại bẩn thỉu. Thằng nhóc, bắt nạt phụ nữ, thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì ra đây đánh nhau với tôi. Thời thế ngày càng suy đồi, lòng người không còn như xưa, đều là hiểu lầm thôi, nghe tôi giải thích đã. Chứng cứ rành rành, anh còn muốn ngụy biện nữa à? Loại biến thái chết tiệt như anh, đáng nhẽ nên cần tới pháp luật trừng phạt, tôi đề nghị. Yêu cầu tài xế trực tiếp, lái xe đến sở an ninh, không được. Đừng mà. Mọi người hiểu lầm rồi, anh ấy là bạn trai của tôi, bình thường anh ấy thích chụp ảnh, tuyệt đối không có chuyện chụp lén. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi có thể bảo đảm cho anh ấy, sự thật đã rành rành trước mắt rồi. Cô lấy gì để bảo đảm cho anh ta chứ? Còn bạn trai nữa, theo tôi thấy, hai người các người chính là đồng phạm trong vụ án này phải không? Tôi đề nghị, để tài xế, lái xe đến sở an ninh. Để hai tên bất hợp pháp này chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi cũng đồng ý, hãy trực tiếp lái xe đến sở công an, không được. Tôi đang gấp, không phải, dù có gấp thế nào cũng không thiếu chút thời gian này đâu. Cô như vậy chẳng phải là bao che tội phạm sao? Rốt cuộc có đi đến sở an ninh không? Công ty có quy định, chỉ cần một hành khách không đồng ý thì không thể thay đổi lộ trình. Tôi không đồng ý. Mọi người đều đang đứng ra vì cô đấy. Cô, sao cô lại như thế chứ? Tôi không cần, tôi không có thời gian để lãng phí.
Đúng là lòng tốt, coi như là đặt nhầm chỗ. Chỉ còn 3 phút nữa. Anh đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, mà cướp của sao, còn có pháp luật không? Cô mới là kẻ không có pháp luật. Cô định làm gì? Tôi đã biết hết, mọi người trên xe này, đều vô tội. Anh đang nói gì vậy? Tôi còn không biết, anh nói gì? Thả tôi ra, có ai giúp tôi không? Buông tay, tên nhóc này, không chỉ giở trò đồi bại, mà còn định cướp giật à? Thật sự nghĩ không ai trị được. Anh sao, đừng lại gần, trong này có bom. Con trai của tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố của đứa bé, anh còn đợi gì nữa? Đừng ai động đậy. Nếu còn động nữa tôi sẽ bấm. Tiếp tục lái, không được dừng. Giờ phải làm sao đây? Anh cũng đừng động. Ông chú, xin đừng kích động. Đây là con trai của anh đúng không? Tôi không biết gia đình anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu anh gặp khó khăn, hãy nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cách giúp anh mà. Đúng rồi, cùng tìm cách đi. Anh có thể để con trai tôi sống lại được không? Tôi không cần gì cả, chỉ cần con trai tôi thôi. Chúng tôi có thể hiểu nỗi nhớ con trai của cô, nhưng trong xe này, mỗi người đều là con của người khác. Họ đều vô tội, con trai tôi thì không vô tội sao? Hôm nay năm trước, chính chiếc xe buýt này có người vu oan cho nó, ra ngoài chụp lén và làm càn toàn bộ xe. Không một ai giúp đỡ con của tôi. Cái cầu cao như vậy, cuối cùng đã nhảy xuống để chứng minh trong sạch. Đáng chết, tất cả các người đều đáng chết. Có đầu có đuôi, nếu con trai các người bị vu oan, đúng vậy, anh làm sao biết được, mà không đi báo án. Người phụ nữ đó, thế lực nhà cô ta quá lớn, cô ta vào đó không được mấy ngày, thì đã được thả ra. Cô ta còn xác định con trai tôi tự sát. Tôi tức giận vô cùng, tôi đã tìm cô ta để lý luận, cô ta liền đánh gãy chân tôi. Thế giới này với tôi, quá bất công rồi, tôi phải đòi công lý, cho bản thân và con trai. Con trai, đừng sợ. Mẹ sẽ xuống ngay, để ở bên cạnh con đây. Gia đình ba người chúng ta, sẽ cùng đoàn tụ, ông chú. Tôi tin, chú là người tốt, con trai chú, chắc chắn cũng là người, tốt bụng, cậu ấy chắc chắn không muốn cha mẹ của mình đi làm tổn thương, nhiều mạng sống vô tội đâu, những sinh mạng vô tội. Quả táo. Con trai tôi thích ăn nhất, những quả táo ta tự tay trồng đó. Đại thúc, chú yên tâm, người bạn tốt nhất của tôi, chính là nhân viên an ninh. Tôi cam đoan với chú, vụ án của con trai chú, sẽ được điều tra lại. Tôi nhất định sẽ không, để cho những kẻ hại cậu ấy, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điểm dừng tiếp theo là Tây Môn Kiều. Chú à, chú đừng có làm điều dại dột. Nếu chú tự sát, thì oan ức của con trai chú, cả đời này, cũng không thể rửa sạch. Còn bạn bè chú, cả đời này, sẽ phải chịu những lời mắng chửi. Chú thấy tất cả những điều này, có đáng không? Cháu có thể thay tôi và con trai, lật lại vụ án để rửa oan cho cậu ấy không? Bố của đứa trẻ, tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo, là có thể, cảm ơn. Đại thúc. Chú hãy đưa cái điều khiển này, cho cháu trước được không? Đến cầu Tây Môn rồi. Xin mời hành khách xuống xe, xin vui lòng xuống bằng cửa sau. Nhanh chóng nắm chặt tay ông ấy. Buông tôi ra. Các người buông ra đi. Buông ta ra, cái điều khiển từ xa này, quả thật là giả. Buông tôi ra, tôi không cam tâm, tôi đã nói với chú rồi, sẽ giúp chú minh oan. Sao chú không chịu nghe vậy? Thật ra đâu có công lý, toàn là lừa đảo, các người đều là lừa đảo. Hiện tại tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin chính mình. Con à, bố sẽ thay con xả giận, hôm nay các người đều phải chết, thả tôi ra. Hai người nói xem, chỉ đi dạo mà cũng gặp phải một chuyện ly kỳ như thế này, thật là không biết phải nói sao khi có chiếc máy ảnh tiên tri, là điều tốt hay xấu đây? Tất nhiên là điều tốt rồi, nếu không thì tất cả hành khách trên xe này đã phải mất mạng oan uổng. Được rồi, biết hai người cao thượng rồi, sợ bảo tôi đến. Cảm ơn hai người đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc ác nghiệt quy mô lớn. Nhưng cặp vợ chồng đó, dù đáng trách nhưng cũng thật đáng thương về chuyện của con trai họ. Cứ yên tâm, trụ sở đã tiến hành xem xét lại,
Vụ án con trai ông ấy bị oan, đã được xem xét lại. Nhưng mà, sao cậu biết được, đâu là điều khiển của quả bom thật, ở tay trái của ông ấy? Vì tôi nhận thấy, từ lúc ông ấy quẹt thẻ lên xe, khi suýt ngã đã nắm lấy tay Diệp Thanh, và cả động tác cầm quả táo, đều dùng tay trái, có thể anh ta là người thuận tay trái. Nhưng việc điều khiển bom, quan trọng như vậy, mà anh ta lại dùng tay phải, điều này hoàn toàn không phù hợp, với lẽ thường mà. May nhờ em quan sát tỉ mỉ, nếu không thì sự việc đó, thì đã để anh ấy thành công rồi. Chỉ là vì Lâm Dịch Dương, trước đây cũng thuận tay trái, nên em có phần nhạy cảm với chuyện này hơn. Không đúng, Lâm Dịch Dương thuận tay trái. Lần trước anh thấy, hung thủ cầm dao bằng tay phải. Nếu vậy, nếu Lâm Dịch Dương là người thuận tay trái, thì điều đó có nghĩa là hung thủ lần trước hoàn toàn không phải là Dịch Dương. Các người lại đến làm gì? Ở trong tù lâu như vậy, anh vẫn chưa nhận ra điều gì hoặc là sai lầm của anh sao? Đừng có tỏ ra thái độ dạy đời với tôi. Không giết được cô, coi như tôi thua, nhưng các người cũng sẽ không đắc ý bao lâu đâu. Dịch Dương, dù gì chúng ta cũng đã ở bên nhau 5 năm rồi. Hôm nay lại đến mức này sao? Đây là chiếc nhẫn anh tặng tôi vào ngày đính hôn. Anh nói sẽ mãi mãi yêu tôi và bảo vệ tôi, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Tất nhiên là tôi không quên. Tiêu Ngọc Hân, nếu trách thì trách cô quá nhẫn tâm. Cô giàu có như vậy, vài chục triệu mà cô cũng không nỡ cho tôi mượn, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô. Cô đáng phải chịu như vậy. Quả nhiên anh không phải Dịch Dương. Anh rốt cuộc là ai? Tôi không biết, cô đang nói cái gì. Tôi và Lâm Dịch Dương đã bên nhau 5 năm. Anh ấy chưa bao giờ tặng tôi chiếc nhẫn nào cả, Tiêu Ngọc Hân. Quả nhiên cô rất thông minh, nhưng điều đó không có tác dụng với tôi, bởi vì tôi chính là Lâm Dịch Dương. Những nghi ngờ của cô, vào ngày cô chết đi, sẽ tự nhiên được giải đáp. Chúng tôi đã kiểm tra các loại dấu vân tay, mống mắt, và cả mẫu tóc, kết luận được đưa ra rằng, người đang bị giam trong tù, là người đó, quả thật chính là Lâm Dịch Dương. Không đúng, tôi và Lâm Dịch Dương, ở bên nhau 5 năm, tôi biết người đó, không phải là anh ấy, vậy chỉ còn một khả năng. Lâm Dịch Dương mà cô quen, mới là giả. Hãy điều tra dựa theo kết luận này, phát hiện ra Lâm Dịch Dương thực sự có một người anh trai song sinh, tên là Lâm Dịch Thiên. Vì vậy, người lúc đó kết hôn với tôi chính là Lâm Dịch Thiên. Hai anh em họ tình cảm rất tốt. Trong lời tiên tri của Diệp Thanh, người bị đặt vào tình huống nguy hiểm 10 phần thì đến 8, 9 phần là Lâm Dịch Thiên. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào để bắt anh ta về quy án. Nhưng tôi có thể đề xuất với sở, để trụ sở cấp cho cậu bảo vệ cậu trong vòng 24 giờ. Không cần đâu, Lâm Dịch Thiên thì ở trong bóng tối, còn chúng ta thì ngoài sáng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ lãng phí nhân lực vô ích. Điều gì cần đến thì sẽ đến. Trốn tránh mãi chẳng bằng đối diện một cách đối diện. Nhưng mà, yên tâm đi, Ngọc Hân, khoảng thời gian này sẽ ở chỗ của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Anh là ai? Anh là Đao Ca phải không? Giúp tôi bắt cóc một người. Lâm Dịch Dương nợ tiền anh, tôi sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi. Tôi có lý do gì để tin cậu? Tỷ lệ thắng là 50%. Nếu thắng, sẽ có 50 triệu, thua cũng không mất mát gì. Đao Ca, không phải anh sợ đấy chứ? Cậu đã nhầm, nếu thua thì sẽ mất mạng, nói đi. Cậu muốn tôi bắt người nào? Diệp Thanh. Sao vẫn chưa quay lại? Này, Diệp Thanh, anh đi đâu? Tiêu Ngọc Hân. Anh là ai vậy? Muốn người yêu mới của cô sống sót. Trước 7 giờ tối nay, chuẩn bị sẵn 100 triệu tiền chuộc. Địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô sau. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Nếu không, điều cô nhận được chỉ có thể là thi thể của anh ta. Này, thư ký Tống, giúp tôi chuẩn bị 100 triệu tiền mặt, phải nhanh lên.
ha. Quên không mang máy ảnh, cũng chưa tắt tivi. Có chuyện gì vậy, ra ngoài vội vàng như vậy à? Không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi. Xong rồi, hỏng rồi, có chuyện rồi. Vì tranh chấp kinh tế, nữ tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị tại kho ở phía đông thành phố bị bạn trai là Diệp giết hại, người đó đã tự sát vì sợ tội. Sao lại thế này chứ? Này! Anh ơi, em đã xem rồi, không có nhân viên an ninh. Coi như cô biết điều, tiền đã mang đến chưa? Tất cả đều ở đây. Diệp Thanh, anh không sao chứ? Quả thật là một người thích mới bỏ cũ, người phụ nữ lăng nhăng, tình cũ ở đây, trong mắt và trái tim của cô, chỉ có kẻ vô dụng này, tôi nên gọi bạn là Lâm Dịch Dương, hay Lâm Dịch Thiên. Cuối cùng thì... quả thật có chút thủ đoạn, đến mức này cũng có thể điều tra được, nếu muốn người khác không biết, trừ khi bản thân không làm, tôi đã mang tiền đến rồi, có thể thả chúng tôi đi được chứ, thì tôi đã đưa các người. Đến đây rồi, tôi không có ý định để các người sống sót ra ngoài. Em trai anh vì anh mà đã bị vào tù, tại sao anh vẫn không chịu dừng lại? Dừng lại đi, nếu không phải vì cô, em trai tôi có thể vào tù không? Hồi đó tôi đã tìm cô mượn khoảng 50 triệu, cô cũng không chịu cho tôi mượn. Bây giờ lại vì anh ta mà, 100 triệu cô cũng có thể lấy ra ngay. Tôi là vị hôn phu của cô, trong mắt của cô, tôi còn không bằng anh ta. Đám dân thấp hèn như vậy, cô nói tôi làm sao có thể cam tâm, nhưng đó là cờ bạc, nếu tôi đưa tiền cho anh, chỉ khiến người lún sâu hơn. Đủ rồi, lời ngon ngọt của cô, mỗi câu mỗi chữ, tôi đã không còn tin nữa. Hôm nay tôi nhất định, phải để cho những gì cô đã làm, phải trả giá tất cả. Nếu anh có bất mãn gì, cứ nhằm vào tôi mà xả. Diệp Thanh là người vô tội, xin anh hãy thả anh ấy. Diệp Thanh, đừng có nghĩ tôi không biết, giữa các người đã sớm có mối quan hệ mờ ám, cô dám cắm sừng tôi, thì anh ta nhất định phải chết, tôi sẽ thêm 10 triệu nữa, để xử lý anh ta đi. Tôi có một yêu cầu. Đừng kết thúc quá nhanh. Yên tâm đi, anh Lâm, chúng tôi là dân chuyên nghiệp, cô gái này thì sao, việc này không cần anh lo. Thả tôi ra. Chơi đến cô ta chết đi. Giao cho anh hết, được. Có nghe anh Lâm nói không? Anh ấy đã nói gì? Cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Dùng cái này, đừng chơi chết quá nhanh. Lại đây, lại đây. Đến đây. Diệp Thanh, cẩn thận. Y Vân, cô không sao chứ? Không sao, không chết được. Đưa cho anh cái này. Cảnh sát, các người dám đánh à? Cảnh sát đó. Hay là chúng ta chạy thôi, được á? Như Yên, sao cô lại ngốc thế? Đây là trách nhiệm của tôi, với tư cách là nhân viên an ninh, các đồng nghiệp của tôi, họ sắp đến rồi. Đừng quan tâm đến tôi, nhanh cứu Hân Hân. Nhanh lên. Diệp Thanh vì anh, cái gì tôi cũng chịu. Anh muốn làm gì, tôi đã ở bên cô, 5 năm trời, trong 5 năm này, ngay cả ngón tôi, cũng không cho tôi chạm. Mới chỉ qua bao lâu thôi, cũng giống như cái kẻ vô dụng đó, cùng sống chung. Hôm nay tôi phải xem, cô ở trên giường, có phải rất phóng đãng không? Buông tôi ra. Dám đánh tôi à, tôi thật không biết, cô đã bị tên rác rưởi đó, chơi bao nhiêu lần rồi, hôm nay tôi nhất định, phải xử lý cô. Buông tôi ra. Đồ cầm thú, dừng tay lại.
đừng lại gần, nếu không tôi sẽ giết cô ấy. Không, đừng, bỏ gậy xuống, được rồi, đừng làm tổn thương cô ấy. Anh lại có thể sống sót, chạy thoát khỏi tay tên sẹo đó, anh thật sự có một chút bản lĩnh đó, và, nhưng điều đó cũng không thay đổi gì, hôm nay anh nhất định phải chết. Lâm Dịch Dương, anh uy hiếp phụ nữ, thì có nghĩa lý gì, có bản lĩnh thì thả Hân Hân ra, tôi sẽ thử sức với anh. Chiêu kích động không có tác dụng đâu, muốn cô ấy sống thì được thôi. Vậy thì tự kết thúc đi, dùng mạng sống của anh, để đổi lấy mạng sống của cô ấy. Đừng tin anh ta đang lừa anh, mau nhanh lên, sao không dám, có vẻ như tình cảm của anh, đối với người phụ nữ này, đúng là không đáng tin, có phải chỉ cần tôi chết, thì anh sẽ thả Ngọc Hân sao? Đúng vậy, nhanh lên, dùng con dao này tự sát, tự mình, tôi đảm bảo sẽ để Ngọc Hân còn sống. Đừng tin anh ta, anh mau đi đi, im miệng, được rồi. Đừng, Diệp Thanh. Đúng là ngu ngốc, thật sự tự sát rồi. Anh là tên cầm thú, anh sẽ sống không yên đâu. Chỉ có các người mới không tốt đẹp. Yên tâm đi, tôi sẽ sớm đưa các người xuống, cùng gặp lại nhau ở dưới đó thôi. Anh thật quá kiêu ngạo, làm điều ác không biết sợ, anh không sợ bị pháp luật trừng trị sao? Tôi làm ác không biết sợ, cô có chứng cứ không? Rõ ràng là vì họ Tiêu mà. Tên khốn này nhắm vào tài sản của cô, tự biên tự diễn, dựng một vụ bắt cóc, nhưng đã bị cô phát hiện, giận dữ mà giết chết cô, sau đó tự sát mà chết. Tin tức hàng đầu ngày mai, tôi đã giúp cô nghĩ ra rồi. Nữ tổng giám đốc tập đoàn Tiêu, thảm thương bị bạn trai hãm hại, kẻ sát nhân đã tự sát vì tội lỗi. Tất cả chuyện này, có liên quan gì đến tôi? Chỉ cần tôi còn sống, sẽ tuyệt đối không để anh thoát tội được đâu. Nhưng có lẽ cô không còn cơ hội đó nữa rồi, mau chết đi. Mày thật sự không chết sao? Tôi đã nói với anh rồi, tôi có khả năng thấy trước tương lai, anh không tin. Vì đã quyết định đối mặt với Lâm Dịch Dương, vậy thì từ giờ trở đi, chúng ta sẽ kiểm tra nhau mỗi ngày. Chỉ cần có đủ manh mối, thì có thể chuẩn bị một cách hoàn toàn đầy đủ. Tên ngu ngốc, đi vào tù, để đoàn tụ với em trai của mình đi. Làm sao mà, anh lại bị tổng giám đốc Tiêu đá, lại mang cái hoa rẻ tiền này, đến cầu xin tôi quay lại, tôi nói cho anh biết. Mơ đi, ai nói tôi đến tìm cô chứ? Cô đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy. Đừng giả vờ nữa, nếu anh thật sự đến thăm bệnh, cầm bó hoa hồng này để làm gì? Rõ ràng là đang muốn đến cầu hôn tôi, nhưng anh cũng nên xem lại bản thân mình, nhìn vào hoàn cảnh nghèo nàn của mình đi. Tiêu Ngọc Hân không thích anh đâu. Tôi, Nghiêm Lệ Lệ, tuyệt đối không thích anh. Chồng tôi ấy mà, hiện tại cũng sắp thăng chức, anh ấy sắp sửa chuyển đến Yên Kinh, đi làm tổng giám đốc của Sở Y tế, rất nhanh thôi. Tôi sẽ trở thành phu nhân giám đốc, người như anh thì thấp hèn quá, vô dụng. Tôi cảm thấy rất bẩn khi tôi nhìn anh đấy. Tán tỉnh cô à, cô mà xứng sao? Nhanh mà biến đi, đừng có điên khùng ở đây nữa, tôi đến tìm vợ tôi. Anh, vợ anh đang nói đến tổng giám đốc Tiêu à? Ôi trời, anh vì cô ấy mà, tỏ ra ấn tượng trước mặt Lệ Lệ, anh thật sự dám nói như vậy sao? Tiêu Ngọc Hân, cô ấy có địa vị như thế nào? Một người phụ nữ có địa vị. Cô ấy chỉ đang chơi với anh thôi, chơi một thời gian thì chán, nói gì đến việc cưới anh, đừng nói là cả đời này, kể cả kiếp sau cũng không có khả năng. Chồng ơi, vợ à, đến đây, tặng cho em này. Vợ à, bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói em bé rất khỏe mạnh. Vợ, em đã vất vả rồi, chúng ta đi thôi. Đợi chút đã. Anh, cũng giống như dì ba của con thấy đó, sau khi kết hôn, cô ấy nói tất cả các tài khoản, đều có thể yên tâm, giao cho dì ấy quản lý, đây gọi là gì, đây gọi là vợ chồng hòa thuận. Cùng nhau phát triển mà, có phải không? Này, đồ đàn bà thối. Dám lén làm giả sổ sách sau lưng tôi, mau nói cho tôi biết, cô có phải đã dùng tiền của tôi để nuôi tình nhân không, đồ đàn bà thối.
Đồ đàn bà thối tha, tất cả dừng lại hết đi, còn chưa đủ xấu hổ sao? Con là người của nhà Tiêu, hiện giờ gia tộc đang gặp khó khăn về tài chính, chỉ có con lấy Tống Tình Dã mới có thể giải quyết được. Việc này không cần bàn bạc gì cả, bây giờ bà ra lệnh cho con, lập tức chia tay với tên vô dụng này, không có khả năng. Là điều không thể, con đã đóng góp cho nhà Tiêu, mỗi tháng đúng hạn, bao nhiêu lần, gia tộc mượn tiền con đều đồng ý vô điều kiện, những gì con đã làm cho nhà Tiêu, đã đề cá đủ rồi, bắt con chia tay với Diệp Thanh, đừng mơ, cái này, chúng ta đi thôi. Đều là lỗi của em, phải để anh cùng em diễn kịch, khiến anh phải chịu nhiều ấm ức. Chỉ cần có thể giúp em, anh không bận tâm gì, chỉ là mấy người trong gia đình em thôi, làm anh thấy bực bội hơn chút. À đúng rồi.